Giang Ly vốn tưởng rằng Lam Tinh là một thế giới bình thường. Thẳng đến một ngày nào đó. Y Di gõ cửa, cho hắn đưa lên kỳ sĩ kỷ nguyên trò chơi tư cách. Night A là một trò chơi có thật. Các người chơi có thể thu hoạch ổ đĩa, biến thân thành kỳ sĩ mặt nạ, công lược các loại phó bản trong trò chơi. Mà trong quá trình chơi game, Giang Ly kinh ngạc phát hiện. Mình chỉ cần đạt được cơ sở động cơ, là có thể trực tiếp mở ra hình thái cuối cùng và rồi t một đao chém ra trăng tròn thái ly làm sao có thể có được hình thái như vậy bất quá chỉ là cái đầu chổi mà thôi làm sao có thể sẽ tồn tại vô địch kỵ sĩ xem ta tất giết? ân ừ. một lần triệu hồi ra mười mấy vị kỵ sĩ cường đại chưa từng nghe tới người cái tên màu hồng này rốt cuộc là ai vũ thần chi nhận vô địch người chơi thập thánh nhận, điện mục nhảy lên châu chấu, tê vôn hát động hình thái, phùng ma thời vương. Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt chước. Một lâm tinh thế giới, y tư tới cửa. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương thay đổi lớn, nội dung hoàn toàn mới. Lam Tinh, thành phố Đông Hải. Một buổi sáng bình thường không có gì lạ. Giang Ly bưng bữa sáng đã chuẩn bị xong lên bàn ăn. Tiếp theo lại đi tới trước phòng em gái, gõ cửa. Nguyệt Nguyệt, mau rời giường. Nghiêng tai nghe âm thanh bên trong. Không có động tĩnh gì cả. Vì vậy, Giang Ly quả quyết gõ thêm mấy cái, so với vừa rồi càng dùng sức, thanh âm càng vang dội. Chỉ một lát thôi. Bên trong truyền đến động tĩnh sột soạt. Anh. Em dậy rồi cho đến khi thanh âm hữu khí vô lực truyền ra. Giang Ly lúc này mới hài lòng gật đầu. Quay người trở lại trước bàn ăn ngồi xuống. Vừa ăn sáng, vừa mở điện thoại di động xem tin tức gần đây. Gần đây, thành phố chúng ta phát sinh nhiều vụ án nhân khẩu mất tích. Hôm qua, rạng sáng một cửa hàng ở khu đông xảy ra vụ nổ khí ga, phía chính phủ thông báo không có thương vong. Vào buổi sáng ngày 10, một nhà kho bốc cháy, thành phố khẩn cấp Phòng cháy chữa cháy và các cơ quan khác nhanh chóng đến hiện trường, toàn lực đưa vào dập lửa và nhân viên hiện tại ngọn lửa cơ bản đã được kiểm soát, tạm thời không nhận được báo cáo thương vong của nhân viên, nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra. Qua tìm hiểu, đã từng có người vào đêm đó đã nhìn thấy một bóng dáng bí ẩn trong kho. Sau khi liên tục lướt mấy video tin tức, Giang Ly không nhịn được lẩm bẩm: "Kỳ quái, gần đây loại tin tức này sao càng ngày càng nhiều?" không phải nhiều người mất tích, chính là khí gas rò rỉ, nhà kho bốc cháy, tai nạn thường xuyên phát sinh. Vào lúc này, em gái Giang Thanh Nguyệt rửa mặt xong ngồi xuống bên cạnh. Bưng lên trước đánh tốt, để ngồi trứng muối cháo thịt nạc ngấy ngấy chính là một ngụm. Khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ thỏa mãn. Tiếp theo cái đầu nhỏ lại gần. Khi nhìn thấy tin tức trên điện thoại của Giang Ly, nhìn không được cũng nói tôi đã xem một video trên điện thoại của tôi ngày hôm qua. Nói là có người tận mắt nhìn thấy một con quái vật hình người. Hư một cái là có thể nhảy lên lầu ba, còn có thể phun tơ nhện giống như người nhện. Giang Ly li liếc mắt nhìn cô một cái. Một bên trở tay che lại điện thoại di động, một bên nói. Nếu như ta nhớ không lầm, mẹ trước khi đi ra ngoài đã từng nói qua, tại không có thi xong thí trước, đều không cho phép ngươi chơi điện thoại di động. Như vậy, vấn đề tới rồi. Xin hỏi, Giang Thanh Nguyệt đồng học, ngươi ngày hôm qua là như thế nào xem video? Nghe câu hỏi này, vẻ mặt Giang Thanh Nguyệt hơi cứng đờ. Cái miệng nhỏ nhắn đang nhai cũng ngừng lại. Cô há miệng, vốn định tìm lý do, nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Giang Ly, vẫn nuốt tâm tư nhỏ bé vào trong bụng, ngượng ngùng cười, thành thật nói. Chỉ nhìn một lát thôi. Hơn nữa em làm xong bài tập mới chơi, không có chậm trễ học tập. người giải thích với ta cũng vô dụng. dù sao đến lúc thi xong, có thành tích, anh tin mẹ sẽ cho em biết cái gì mới gọi là vui vẻ chân chính. nghe nói như thế, giang thanh nguyệt nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp, không dám nói thêm gì nữa, dứt khoát cúi đầu ăn nhiều. mà xem xong tin tức gần đây, giang ly vạch một cái trên di động, chuyển sang giao diện trò chuyện của quy chat trong hộp thoại, có một hộp thoại có thời gian trả lời cuối cùng là vài ngày trước. Nhiều như vậy không có hội âm tin tức. Chẳng lẽ lại chạy đến cái nào tín hiệu kém địa phương đi? Giang Ly thầm nghĩ trong lòng. Tiện tay gửi tin nhắn, hỏi đối phương gần đây đang làm gì? Gửi xong, Giang Ly liền để điện thoại xuống. Quay đầu nhìn về phía em gái, hỏi, lát nữa có muốn anh đưa em đến trường không? Giang Thanh Nguyệt nuốt bánh bao trong miệng vội vàng lắc đầu nói ra không 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 tôi đi với vi vi cô ấy đang đợi tôi dưới lầu vậy được rồi trên đường chú ý an toàn nghe em gái muốn đi cùng bạn học giang ly cũng không yêu cầu nữa không lâu đâu giang thanh nguyệt ăn xong bữa sáng vội vã chạy về phòng thay quần áo một lát sau đeo cặp sách đi ra nhưng khi vừa muốn ra khỏi cửa giang thanh nguyệt bỗng nhiên xoay người lại gần, ông lấy cánh tay Giang Ly, lắc tới lắc lui, giọng nói chán đến dọa người. Anh có gì từ từ nói? Sau lưng Giang Ly chợt lạnh, theo bản năng lui về phía sau nửa bước. Giang Thanh Nguyệt đuổi theo, đồng thời cười giảo hoạt. Hắc hắc, ca, cho ta nổ một chút kim tệ đi. Ta hôm nay muốn mua đồ. Một điểm. Ta xem là trăm triệu điểm đi. Giang Ly tức giận tránh tay em gái ra. Nhưng Giang Thanh Nguyệt không buông tha, tiếp tục ông lấy con kia, dùng sức quăng tới quăng lui. Được được được. Cho ngươi cho ngươi cho ngươi. Giang Ly bất đắc dĩ, nhưng vẫn lấy điện thoại ra. Trong khi tiến hành chuyển khoản, Giang Thanh Nguyệt lặng lẽ kiển mũi chân, lặng lẽ sờ sờ thăm dò. Khi nhìn thấy giá trị đại khái Giang Ly nhập vào, lúc này mới hài lòng buông tay ra. Tích. Đã nhận được. Vào lúc này tích một tiếng. Giang Thanh Nguyệt giơ tay lên nhìn đồng hồ thông minh, trên đó hiển thị thông tin. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhất thời vui vẻ. "Hắc hắc, ca, ta đi đây." Vung tay. Giang Thanh Nguyệt vui vẻ chạy chậm rời đi. Giang Ly đưa mắt nhìn muội muội. Thẳng đến khi thân ảnh biến mất trong tầm mắt, lúc này mới lắc đầu xoay người trở về phòng. Hỏi xem tỷ tỷ mấy ngày nay đang làm gì? Giang Ly nằm xuống sofa một lần nữa mở ra giao diện trò chuyện của chị giang mộng dĩnh vừa muốn nhập văn tự thình thịch thình thịch đột nhiên một hồi tiếng gõ cửa vang lên ngón tay giang ly dừng lại ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng còn tưởng rằng là em gái lại quên mang chìa khóa vì thế để điện thoại xuống đứng dậy đi tới cửa vừa nói có phải lại quên mang chìa khóa hay không ngươi nói ngươi ngày hôm qua vừa mới ân ừ. Tuy nhiên, sau khi Giang Ly mở cửa, xuất hiện ở trước mắt cũng không phải mùi mùi Giang Thanh Nguyệt, mà là một cô gái quen thuộc và xa lạ. Nói quen thuộc, là bởi vì Giang Ly vô cùng quen thuộc với trang phục và diện mạo của cô gái trước mắt này. Và xa lạ, còn lại là bởi vì đây căn bản cũng không phải là nhân vật hắn từng thấy trong hiện thực. Cậu là? Y gì? Giang Ly trợn tròn mắt, Tóc ngắn tinh xảo, trên lỗ tai là một đôi tai nghe màu xanh trắng mười phần khoa học kỹ thuật. Mặc một bộ đồng phục màu trắng là chính, đen xanh đang xen. Cùng với vẻ ngoài đáng yêu và tinh tế, hình tượng như vậy rõ ràng chính là kiếp trước kỵ sĩ mặt giả zero.onE e bên trong nữ chính IG. Nhưng mà, không đúng a. À. Từ sau khi thức tỉnh ký ức kiếp trước 3 tháng trước, Giang Ly cũng đã xác định qua kiếp trước cùng lam tinh thế giới này khác biệt. Lịch sử chính trị, tập tục văn hóa đều không chênh lệch nhiều. Thậm chí ngay cả phần lớn tác phẩm văn học, điện ảnh và truyền hình cũng còn tồn tại. Nhưng Duy chỉ có. Giang Ly kiếp trước thường xuyên xem mặt nạ kỳ sĩ hệ liệt tác phẩm, tại Lam Tinh Thế Giới liền chưa bao giờ xuất hiện qua. Vậy vấn đề là ở đây. Nếu Lam Tinh Thế Giới không có kiếp trước đặt nhiếp tác phẩm, lại làm sao có thể có người cô thành y tư? Nhưng vị trước mắt này, không chỉ ăn mặc giống y như y tư, mà ngay cả đại đội trưởng cũng giống y như y tư. Nếu nói là trùng hợp, không khỏi cũng quá mức tương tự. Một lúc, tư duy giang ly có chút rối loạn. Hai thế giới chân tướng, kỵ sĩ kỷ nguyên. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Mà ngay khi Giang Ly có chút hoài nghi nhân sinh. Y Tư, trước mắt mở miệng. Giang Ly xã trưởng. Tôi được xã trưởng Giang Mộng Dĩnh nhắc nhở, đến đây tặng quà sinh nhật cho ngài. Giang Ly ngẩn ra. Giang Mộng Dĩnh xã trưởng. Chị. Vừa rồi còn đang nói tỷ tỷ Giang Mộng Dĩnh nhiều ngày cũng không trả lời tin tức, hiện tại cư nhiên liền tới một mùi tử đáng yêu hư hư thực thực, Y Tư, nói tỷ tỷ chuẩn bị quà sinh nhật cho mình. Vô số suy nghĩ trong nháy mắt lưu chuyển. Giang Ly không vội hỏi gì. Mà là nghiêng người tránh ra, mở cửa ra, vào trước đi, vào rồi nói sau. Được rồi. Y Di bước thẳng vào. Tò mò nhìn quanh. Và Y Di nhìn xung quanh. Giang Ly cũng đang quan sát đối phương. Nhìn thần thái và hành vi nhất trí của Y Tư trong phim, càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhân vật chỉ tồn tại trong tác phẩm nhiếp ảnh đặc biệt kiếp trước, lại xuất hiện trong hiện thực kiếp này và đối phương hình như có liên quan đến tỷ tỷ của mình. Chẳng lẽ nơi này kỳ thật là linh một thế giới? Đột nhiên, Giang Ly nghĩ đến khả năng này. Nhưng ngay lập tức lại bị chính hắn phủ quyết. Không, không đúng. Nếu quả thật là linh nhất thế giới, ta đây hẳn là nghe nói qua phi điện trí năng mới đúng. Hơn nữa, Y Di xuất hiện trước mặt tôi. Phải giải thích thế nào đây? nội dung vở kịch, nàng nhưng là làm phi điện xã trưởng thư ký, làm sao lại chạy đến ta nơi này? Giang Ly nghĩ như thế nào? Đều cảm thấy có chút không cách nào hiểu được. Rối rắm một lát. Vẫn lắc lắc đầu. Mạnh mẽ vứt bỏ suy nghĩ hỗn độn. Ngồi chỗ này đi. Giang Ly dẫn y tư đến phòng khách ngồi xuống. Nhìn một chút y tư, hắn dùng ngón cái móng tay bấm một cái ngón trỏ đây là Giang Ly tại bình phục tâm tình thường có thói quen nhỏ động tác, tiếp theo dò hỏi. Xin hỏi tên của ngươi. Nghe được Giang Ly nói. Yuri nghiêm túc ngồi thẳng người. Cô đặt hai bàn tay mảnh khảnh lên đùi, thể hiện dáng vẻ tao nhã, mà khuôn mặt xinh đẹp lại mang theo nụ cười ngọt ngào. Tôi là robot sinh học của trợ lý AI kiểu thư ký, EG. Đúng là EG rồi. Hơn nữa, ngay cả tự giới thiệu cũng không kém gì kịch bản gốc. Hãy lắng nghe giọng nói ngọt ngào của Y Di. Trong lòng Giang Ly càng kinh hãi. Hít sâu một hơi, Giang Ly lại hỏi: Y Tư, ngươi vừa rồi nói, ngươi là được tỷ tỷ của ta nhắc nhở, cho nên mới đến tìm ta. Đúng vậy. Y Di gật đầu, đưa tay cầm lấy hộp quà bên cạnh mở ra, lộ ra thứ bên trong. Nhìn qua là một tấm thẻ. Đây là cái gì? Giang Ly nghi hoặc. Mà y tư cũng không trả lời trực tiếp, mà đưa tay ý bảo Giang Ly cầm lấy cái hộp. Giang Ly xã trưởng, mời cầm lấy thẻ kỵ sĩ. Thẻ kỵ sĩ. Giang Ly do dự trong chốc lát, vẫn vươn tay, cầm lấy tấm thẻ màu đen. Toàn bộ thẻ có màu đen làm chủ đạo. Mặt trước trống rỗng, mặt sau miêu tả rất nhiều hoa văn và chữ viết. Trong thời gian tiếp xúc với thẻ vẽ mặt Giang Liên ngẩn ra đúng là thấy có văn tự từ trước mặt hiện ra, lẳng lặng lơ lửng ở trước mắt. Đinh. Chúc mừng anh, Giang Ly. Thành công đạt được kỵ sĩ kỷ nguyên không xóa hồ sơ 3.6 phiên bản thử nghiệm tư cách. Kỵ sĩ. Kỷ nguyên. Không xóa tài liệu. Đối mặt với một màn vượt quá thực tế này. Đồng tử Giang Ly co lại, tim đập vô cùng kịch liệt. Hắn có loại cảm giác, chính mình tự hồ chạm tới thế giới này chân tướng. Đinh Xin hỏi có nên xem sổ tay kỵ sĩ mới hay không? Hiệp sĩ Đó có phải là hiệp sĩ mà tôi đang nghĩ đến không? ngẩng đầu nhìn sắc mặt bình tĩnh của y tư. Giang ly hít sâu một hơi, chờ tâm tình ổn định lại, lập tức gật đầu tiến hành xác nhận. Kiểm tra Dây tiếp theo Rất nhiều văn tự hiện lên trước mắt. Sổ tay kỵ sĩ mới giới thiệu game kỵ sĩ kỷ nguyên. Kỷ nguyên kỵ sĩ là một trò chơi chân thực thế giới mở do rất nhiều tồn tại không biết tên liên thủ chế tạo. Bối cảnh chính của trò chơi đặt ở thế giới Lam Tinh. Ở đây, những người được chọn bởi kỷ nguyên kỵ sĩ sẽ được trao tặng thẻ kỵ sĩ, và những người nhận được thẻ kỵ sĩ sẽ có đủ tư cách để trở thành kỵ sĩ mặt nạ. Kamen Rider có thể cứu thế giới bằng cách đánh bại những kẻ lập dị và vượt qua các bản sao để có được sức mạnh của Nai, đồng thời, dần dần khám phá và khám phá bản chất và sự thật về kỷ nguyên Nai. Do rất nhiều tồn tại không biết tên liên thủ chế tạo. Đem toàn bộ Lam Tinh làm bối cảnh trò chơi. Giới thiệu trò chơi đầu tiên. Giang Ly đối với cái gọi là kỷ nguyên kỵ sĩ này đã có hiểu biết cơ bản nhất. Một cái hiện thực phiên bản đài pháo thép sao. Giang Ly nghĩ như vậy. Đại cương pháo, tục xưng dục vọng giải thưởng lớn, đến từ trong kỵ sĩ mặt nạ cực hồ. Mà kỷ nguyên kỵ sĩ, trước mắt cùng giải thưởng lớn dục vọng, có rất nhiều chỗ tương tự. Cũng là lấy hiện thực làm bối cảnh. Những người tham gia có thể trở thành những hiệp sĩ mặt nạ, và... Những người thu cuộc sẽ bị xóa trí nhớ. Nhưng vừa nghĩ tới cực hồ. Giang Ly lại có chút hoài niệm bởi vì đó là hắn xuyên qua trước xem qua cuối cùng một bộ kỵ sĩ tác phẩm, bất quá, nghe nói cực hồ hoàn tất về sau, mặt nạ kỵ sĩ liền ngừng phát sóng cả năm. Lắc đầu. Giang Ly một lần nữa tập trung lực chú ý. Kỵ sĩ người chơi có thể thông qua đánh bại quái nhân, thông quan phó bản vân vân để trở nên mạnh mẽ. Phó bản? Chẳng lẽ? Tỷ tỷ cũng là kỵ sĩ. Vào lúc này. Giang Ly bỗng nhiên nghĩ đến tỷ tỷ Giang Mộng Dĩnh. Giang Mộng Dĩnh từ sau khi lên đại học, vẫn vô cùng bận rộn, sau khi tốt nghiệp lại tiến vào một đội khảo cổ thám hiểm, thỉnh thoảng sẽ có tình huống vài ngày đều không liên lạc được. Về chuyện này, tỷ tỷ Giang Mộng Dĩnh đưa ra lời giải thích là Khi tiến hành công tác khảo cổ học, đôi khi cần phải đi đến những nơi ít người lui tới hoặc sâu thẳm hẻo lánh. Vì vậy thường xảy ra tình trạng mất tín hiệu điện thoại di động mà đối với lời giải thích này, Giang Ly cùng người nhà lúc ấy đều thập phần hiểu được. Lúc ấy chỉ là hơi biểu đạt một chút lo lắng đối với Giang Mộng Dĩnh, liền không hề đề cập tới. Trước kia còn chưa cảm thấy có gì bất thường. Nhưng bây giờ nghĩ lại. Quả thật có một số địa phương và tình huống khó có thể giải thích. Tôi e là vậy. Những lúc mất liên lạc chị Giang Mộng Dĩnh đều chạy đi tham gia cái gọi là kỷ nguyên kỵ sĩ và phó bản này. Bất quá. Tại sao tỷ tỷ lại đưa cái này cho ta? Còn nữa, hiện tại cô ấy đang ở đâu? Trong lòng Giang Ly sinh ra rất nhiều nghi vấn. Bình phục tâm tình một chút, hắn tiếp tục nhìn về phía người mới sổ tay còn lại nội dung. Hai kỵ sĩ kỹ nguyên, kỵ sĩ biến thân khí giới thiệu. Kỵ sĩ biến thân khí cũng gọi là kỵ sĩ điều khiển, kỵ sĩ đai lưng, đây là nguồn gốc lực lượng của kỵ sĩ người chơi có thể khiến cho người chơi biến thân thành kỵ sĩ mặt nạ cường đại cũng nắm giữ các loại lực lượng mỗi người chơi mới có được một cơ hội rút ra ổ đĩa ban đầu sau khi rút xong người chơi sẽ tiến vào phó bản thí luyện tân thủ chỉ có người thành công qua cửa thí luyện tân thủ mới có thể chân chính đạt được tư cách trò chơi kỷ nguyên kỵ sĩ lưu ý bất kể ổ đĩa ban đầu nào được rút ra người chơi mới sẽ tự động nhận được điều kiện phù hợp và biến đổi nhưng chỉ ở mức tối thiểu còn có thể rút ra động cơ ban đầu. Nhìn thấy nội dung này, Giang Ly không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ lại, lại bình tĩnh trở lại. Nếu là trò chơi kỵ sĩ, không có biến thân khí sao được. Giải thưởng lớn dục vọng sau khi mời người chơi mới cũng sẽ giao cho đạo cụ biến thân tương ứng. Tân thủ thí luyện sao? Đối với phó bản thí luyện tân thủ này, Giang Ly cũng không cảm thấy bất ngờ, trò chơi bình thường đều có một quy trình như vậy. 3. Kỵ sĩ kỷ nguyên, phó bản, điểm tích lũy cùng đào thải quy tắc. Người chơi kỵ sĩ sẽ tiến hành tác chiến một mình hoặc nhiều người trong phó bản, thông qua hoàn thành nhiệm vụ phó bản, có thể đạt được điểm tích lũy, mà điểm tích lũy có thể dùng để đổi lấy động cơ kỵ sĩ mới cùng với đạo cụ cường hóa mạnh hơn. Kỵ sĩ người chơi ở trong trò chơi chết đi, thì sẽ mất đi trò chơi tư cách, mà mất đi trò chơi tư cách kết cục, là sẽ bị thanh trừ hết thảy có liên quan tới kỵ sĩ kỷ nguyên ký ức cùng tin tức cũng đưa trở lại trong hiện thực. Thứ ba là về phó bản, điểm tích lũy và đào thải. Nửa đầu tiên, Giang Ly chú ý tới hai từ: chiến đấu đơn, chiến đấu nhiều người. Trong giải thưởng lớn dục vọng, cơ hồ đều lấy tác chiến nhiều người làm chủ. Cái này một người tác chiến, ngược lại làm cho hắn có chút tò mò. Sau đó nửa đoạn, nói về hậu quả của cái chết của người chơi. Trong game chết đi, cũng không ảnh hưởng đến hiện thực. Chính là ý tứ này đi. Giang Ly hiểu rõ gật đầu. Điểm ấy cũng không kém mấy so với đại cương pháo trong cực hồ. Nhưng so với giải thưởng lớn dục vọng thì lương tâm và an toàn hơn một chút. Trong The sea Grand Prix, trong trường hợp ID lõi bị vỡ, người chơi sẽ chết hoàn toàn. Ngược lại, kỵ sĩ kỷ nguyên rõ ràng lương tâm nhiều hơn. Cho dù chết, cũng không có gánh nặng gì, đương nhiên, chỉ giới hạn trong trò chơi. Sau đó, Giang Ly lại nhìn lại toàn bộ nội dung sổ tay của người mới, xác định không bỏ sót. Nhìn về phía Y Tư, hỏi, Y Tư, người biết tỷ tỷ của ta hiện tại ở đâu không? Y Di gật đầu trước. Tiếp theo lắc đầu. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Giang Ly, cô mới mở miệng giải thích. Xã trưởng Giang Mộng Dĩnh một tuần trước đã vào phó bản. Mà ta bởi vì không thuộc về kỳ sĩ kỷ nguyên, cho nên không thể cùng Giang Mộng Dĩnh xã trưởng tiến vào phó bản. Từ sau khi tiến vào phó bản, xã trưởng Giang Mộng Dĩnh cũng không có tin tức truyền đến. Hiện tại thời gian quy định đã đến, vì vậy ta liền dựa theo lời dặn dò của nàng trước khi rời đi, đến đây đưa lễ vật cho ngài. Ba ban đầu driver. Toàn bộ kỵ sĩ thể chất. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Giang Ly nghe xong. Trên mặt hiện lên một tia đâm chiêu hắn dò hỏi y tư ngươi biết tỷ tỷ ta cuối cùng tiến vào phó bản gì không y tư lại lắc đầu giang ly thấy thế liền không truy hỏi nữa mà là hỏi tới chuyện khác y di ngươi giống như gọi tỷ tỷ cùng ta là chủ tịch đúng vậy danh tính của tôi là một con robot sinh học được giao nhiệm vụ hỗ trợ công việc của giám đốc mà chủ tịch tiền nhiệm chính là giang mộng dĩnh nhưng Giang Mộng Dĩnh xã trưởng trước khi tiến vào phó bản, đã từng nói qua, nếu như nàng ở trong thời gian quy định không thể thành công trở về, như vậy, vị trí xã trưởng sẽ tự động chuyển dời đến trên người ngài. Nghe xong lời này. Giang Ly nhìn không được hỏi. Lời của xã trưởng. Sẽ không phải còn có một công ty chứ? Y tư nhiên đầu. Công ty. Thấy vậy, Giang Ly nhất thời hiểu được, có chút tiếc nuối. Được rồi, vậy xem ra là không có. Nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hoang mang của y tư, Giang Ly lại lập tức bổ sung một câu, bất quá, không sao. Nghe vậy, y z đã lấy lại được sự bình tĩnh. Hai tay nàng đoan trang đặt trên đầu gối. Cẩn thận nhắc nhở. Giang Ly xã trưởng, xin ngài chú ý đến ngược phó bản một chút. Đến ngược. Giang Ly sửng sốt. Lúc này mới chú ý tới. Ở góc trên bên phải tầm mắt của hắn, chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một hàng văn tự cùng con số đến ngược. Đinh. Khoảng cách phó bản thí luyện tân thủ mở ra, còn có 8 phút 21, 30 29 giây. Xin mau chóng rút ổ để ban đầu của ngài. Chỉ có 8 phút. Không đúng, tính cả thời gian nói chuyện với y tư vừa rồi. Cũng chỉ cho thời gian giảm sốc 10 phút thôi sao? Giang Ly cảm thấy thời gian cấp bách. Vì thế bắt đầu chú ý tới tình huống trước mặt Khi mắt nhìn về phía các tùy chọn để rút ổ để ban đầu Trên mặt Giang Ly có một tia ý động cùng thấp thỏm Mặc dù hiện tại đã có thể kỵ sĩ Nhưng cũng không có nghĩa là người chơi kỵ sĩ chân chính Chỉ có thông qua thí luyện người mới Mới không bị tước đoạt thân phận người chơi Hy vọng ta có thể rút ra được một kiện biến thân khí đủ cường đại Giang Ly thầm cầu nguyện trong lòng hắn cũng không hy vọng xa vời nói có thể trực tiếp rút được phùng ma thời vương, thập thánh nhận, hắc động long, cửu vĩ hồ gì đó. Chỉ cần có thể đến cái đê cây, tử đăng đê cây, thần chủ 21 đê cây các loại, hắn cũng đã rất thỏa mãn. Ngay sau đó, Giang Ly thu liễm tâm thần. Ý niệm thao túng, nhấn mạnh. Rút ra. Dây tiếp theo. Trước mặt hắn liền xuất hiện một cái bàn xoay lớn màu vàng mà ở trên bàn xoay màu vàng này, rõ ràng có vô số thân ảnh gian ly quen thuộc. Từ Showa Eno 1, V3, Black, đến Kuga, Kabuto, Kiva và v The Ride, Bill của thập kỷ mới, đến Rino A Zero One, Caesar Blay, Pola Polafoc, Cô Chác và nhiều hơn nữa. Các thời đại chủ kỵ, phó kỵ, nhân vật phản diện kỵ sĩ, thậm chí 3, 4, 5, 6, 7, 8 kỵ sĩ. Hầu như tất cả kỵ sĩ, đều có thể tìm thấy ở trên đó. Vẫn là hình tượng quen thuộc, mà khi lần nữa nhìn thấy những kỵ sĩ kiếp trước quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn này, Giang Ly không khỏi có loại cảm khái đã lâu không gặp. Đinh. Khởi động động cơ rút ra, chính thức bắt đầu. Theo tiếng nhắc nhở vang lên, bàn xoay màu vàng bắt đầu chuyển động rất nhanh. Trong nháy mắt đã lướt qua vô số thân ảnh kỵ sĩ. Cuối cùng dưới cái nhìn chăm chú của Giang Ly. Kim đồng hồ dừng lại trên người một kỵ sĩ có ba màu bạc, đỏ, đen. Hiệp sĩ mặt nạ. Phai giết. Giang Ly đọc ra tên của vị kỵ sĩ này. Mà theo bàn xoay hiện lên hào quang chói mắt, trước mặt hắn liền hiện ra một cái đai lưng. Hô. Giang Ly vương hai tay tiếp lấy đai lưng. Có thể là kiếp trước chơi nhiều đồ chơi, này nặng trịch xúc cảm để cho hắn có chút xa lạ đây là đai lưng hiệp sĩ thật sao? Giang Ly vuốt ve thắt lưng phai giết và điện thoại phai giết phía trên. Vô luận là phản hồi tới cảm xúc, hay là hoa văn chi tiết, đều vô cùng tinh tế. Phai giết à? Kỳ thật cũng không tệ. Tuy rằng lúc trước không ngừng cầu nguyện có thể rút trúng các loại đai lưng kỳ sĩ cường đại, nhưng khi Giang Ly cầm đai lưng phai giết trong tay, trong lòng cũng không có nửa điểm thất vọng cùng tiếc nuối, ngược lại tràn ngập hưng phấn. Sau tất cả đây chính là đai lưng kỵ sĩ chân chính A. Huống chi? Phai dít cũng không yếu. Số liệu hình thái cơ sở thấp, nhưng không chịu nổi đào cụ nhiều. Hơn nữa một cái tốc độ tăng lên một ngàn lần gia tốc hình thái, cùng với một cái toàn thuộc tính tăng lên hai đến ba lần bạo liệt hình thái, đã đủ để bù đắp trụ cột hình thái chỗ khiếm khuyết một ít phương diện. Và trong năm anh ấy ra đi, Phai Dít cũng có một hình thức hoàn toàn mới và mạnh mẽ hơn cũng không biết trong trò chơi kỳ sĩ kỷ nguyên này có tồn tại hay không. Chắc chắn rồi. Giang Ly rút được bộ phai giết này chỉ có ổ đĩa phai giết cơ bản nhất, điện thoại di động phai giết, cùng với một con trỏ phai giết dùng để phóng thích tất sát kỳ sĩ đá. Những chiếc đồng hồ tăng tốc khác và máy nổ. Dựa theo quy tắc cơ bản của sổ tay kỳ sĩ mới, những đạo cụ cường hóa này đều cần tiến hành đổi tiếp. Vẫn còn. Giang Ly đã đủ thỏa mãn rồi tuy nhiên. Đúng lúc đó, Giang Ly đột nhiên phát hiện. Trước mắt mình tự hồ lại xuất hiện một ít văn tự. Nhìn qua, tự hồ cũng không phải là đến từ kỵ sĩ kỷ nguyên nhắc nhở. Về phần tại sao? Ngoại trừ các phong chữ và màu sắc hoàn toàn khác nhau, nội dung là bất thường khi nhìn vào nó. Đinh Kỵ sĩ thành tựu hệ thống kích hoạt bên trong. Kích hoạt thành công. Chúc mừng chủ nhân thành công đạt được thành tựu bước lên con đường hiệp sĩ thành tựu đạt thành điều kiện đạt được điều động kỵ sĩ thứ nhất thành tựu đạt thành khen thưởng toàn kỵ sĩ thể chất toàn kỵ sĩ thích ứng thể chất thể chất hoàn mỹ có thể phối hợp với tất cả động cơ kỵ sĩ và đạo cụ biến thân có thể phát huy lực kỵ sĩ ở mức độ lớn nhất đồng thời khiến thể lực bản thân có tính trưởng thành và giới hạn cực cao đây là cái gì thành tựu. Xem kỹ những chữ này. gian Ly đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó, lập tức phản ứng lại, đồng thời trong lòng mừng rỡ. Không hề nghi ngờ, đây chính là hắn làm xuyên việc giả sở hữu ngón tay vàng. Chỉ cần đạt thành tựu là có thể đạt được phần thưởng sao. Mà đạt được động cơ ban đầu đạt thành tựu khen thưởng là Toàn kỵ sĩ thể chất Đây tự hồ là tiêu chuẩn của đại bộ phận kỳ sĩ đồng nhân mắt Giang Ly sáng lên. Tuy rằng thể chất toàn kỵ sĩ thuộc về phối trí tiêu chuẩn cơ bản đến không thể cơ bản hơn trong tiểu thuyết đồng nhân. Nhưng ai cũng không thể phủ nhận hiệu quả cường đại của nó, tác dụng đưa tới cũng là tuyệt đối không thể nghi ngờ. Hệ liệt kỵ sĩ trước sau mấy chục bộ. Thiết lập của mỗi bộ phận đều không giống nhau. Điều này cũng dẫn đến điều kiện sử dụng biến thân khí trong mỗi tác phẩm khác nhau. Mà không có bất kỳ điều kiện biến thân nào, đã ít lại càng ít. Giang Ly nhất thời nhớ tới, chỉ sợ cũng chỉ có cực hồ hệ liệt cùng lão niên kỵ sĩ các loại phù hợp. Ví dụ như Phazik, Kiva và Amazon. Điều kiện biến thân đó là một cái so với một cái hà khắc hơn. Thậm chí yêu cầu người không phải là người. Phazik cần phải có dòng máu orphanic hoặc yếu tố orphanic, nhưng nồng độ quá thấp sẽ tiêu hao sức sống. Kiva cần có ma hoàng huyết mạch, đương nhiên ngươi cũng có thể giống như cha đỏ trực tiếp khắc mệnh. Về phần Amazon thì càng không cần phải nói, thuần khiết phi nhân, một khi mất đi lý trí, đó là đuổi theo người đến chết gặm, ngay cả chú nhân và tiểu du làm nhân vật chính cũng không thể may mắn thoát khỏi. Còn có sẽ bị thôn phệ ý thức không ta, cần nhiễm bệnh trò chơi, tiến hành cải tạo giải phẫu S, S hệ liệt, cần cùng ác ma của mình đấu trí đấu dũng Levit hệ liệt. Cần tiến hành tinh vân thể giải phẫu để tăng lên bản thân nguy hiểm đẳng cấp biêu hệ liệt vân vân. Chương thay đổi lớn, nội dung hoàn toàn mới. Một ngàn hoa tươi thêm một canh. Một trăm đánh giá thêm một canh. Năm cái bình luận thêm một canh. Cầu ủng hộ. Bốn toàn bộ cường hóa đạo cụ, nguyên like đây là vô địch lưu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Có thể nói sẽ không có kỵ sĩ nào có điều kiện biến thân là thiện lương. Địch ta đồng nguyên cơ hồ là thái độ bình thường của kỵ sĩ mặt nạ, thậm chí có thể nói là bản chất. Và vào lúc này, một cái có thể miễn trừ hết thảy biến thân điều kiện cùng hạn chế toàn kỵ sĩ thể chất. Có thể biểu hiện ra tầm quan trọng không gì sánh kịp của nó. Và Giang Ly có thể nhìn thấy Thành tựu ban thưởng cái này toàn kỵ sĩ thể chất, tự hồ còn có cái khác hiệu quả toàn kỵ sĩ thích ứng thể chất. Thể chất hoàng mỹ có thể phối hợp với tất cả động cơ kỵ sĩ và đạo cụ biến thân, có thể phát huy lực kỵ sĩ ở mức độ lớn nhất, đồng thời khiến thể lực bản thân có tính trưởng thành và giới hạn cực cao. Hiệu ứng 1 Bỏ qua các hạn chế, điều kiện và hiệu ứng tiêu cực của bất kỳ biến thể và ổ đĩa nào. Hiệu ứng 2 Sau khi sử dụng thắt lưng biến hình, tự động có được kinh nghiệm chiến đấu và nhận thức của người dùng gốc. Hiệu quả 3 tăng giới hạn cơ thể trên diện rộng. Rõ ràng có ba hiệu quả. Giang Ly vô cùng kinh hỉ. Ngoại trừ bỏ qua bất kỳ biến thân điều kiện, lại gọi tác dụng phụ đều có thể miễn dịch. Hiệu ứng tiêu cực. Đây cũng là một điểm không thể tránh khỏi trong bộ sưu tập kỵ sĩ. Mà ở kỵ sĩ hệ liệt bên trong, tiêu cực hiệu quả càng nhiều chính là thể hiện ở hai chữ. Mất kiểm soát. Anti-Mirisub Blackie. Nani Acer, Build Danger Trigger, OO Combination, Zero One Metal Atom Closer Locker, Dragon Blade và nhiều hơn nữa. Những hình thái này đều có lực lượng cực kỳ cường đại mà đáng sợ, nhưng là, làm cái giá đổi lấy lực lượng, khi biến thân cơ hồ đều sẽ lâm vào trạng thái bạo tẩu cùng không khống chế được, là một con dao hai lưỡi. Mà hiện tại, Giang Ly có thể chất toàn kỵ sĩ hoàn toàn có thể tùy ý sử dụng những hình thái bạo tẩu cường lực này, không cần sợ hãi bất kỳ nguy hiểm mất khống chế nào. Mà càng làm gian ly hưng phấn chính là. Ngoại trừ bỏ qua hạn chế và hiệu quả bùng nổ. Toàn kỳ sĩ thể chất còn có nguyên tắc nhân vật thay thế đánh cùng siêu cường thể lực hiệu quả. Nhân vật chính có bao nhiêu mạnh thì không cần phải nói. Cơ hồ mỗi một kỳ sĩ đều là cường giả chiến đấu, đặc biệt là một vị thiên đạo Nhìn ba đại hiệu quả kinh người này, trong lòng Giang Ly cảm xúc phập phòng thật lâu. Đây quả thực, không cần Thái Quá con mẹ nó mở cửa Thái Quá cũng Thái Quá đến trình độ nhà. Nhận lấy, sau khi hưng phấn, Giang Ly không do dự, lựa chọn lĩnh thể chất toàn kỵ sĩ. Dây tiếp theo, một dòng nước ấm khó hiểu hiện ra, trong nháy mắt lưu chuyển toàn thân. Cùng lúc đó, Giang Ly có thể cảm giác được thân thể của mình đã xảy ra biến hóa cực lớn. Xương cốt cả người run rẩy một trận. Cơ bắp căng phòng, hình thể càng thêm cường tráng. Tự hồ, ngay cả tầm nhìn lúc nhìn chung quanh cũng có biến hóa. Giang Ly xã trưởng, anh làm sao vậy? Y tư bên cạnh tự hồ phát hiện Giang Ly dị thường, vội vàng tiến lên nhỏ giọng hỏi. Tôi không sao. Chỉ là cảm thấy. Lực lượng hình như trở nên mạnh mẽ. Giang Ly thở dài một hơi. Khoát tay, ý bảo y tư yên tâm. Hồ! Đây là thân thể hiện tại của ta sao? Thật mạnh! Sau một chút bình tĩnh, Giang Ly vén áo lên, lại thấy được cơ bụng đầy đủ mà rõ ràng. Nhất thời lại là vẻ mặt tháng phục. Tuy rằng mình bình thường cũng có rèn luyện, nhưng tuyệt đối không có tiêu chuẩn như bây giờ. Hai tay nắm chặt. Cảm giác lực lượng mênh mông điên cuồng khởi động. Hiện tại thân thể so với lúc trước không biết cường tráng hơn bao nhiêu. Thân thể cường tráng, cộng thêm kinh nghiệm chiến đấu và ý thức của bản tôn. Nếu như còn không cách nào thông qua tân thủ thí luyện, những người khác hẳn là cũng không có cơ hội đi. Cảm nhận được sự thay đổi lớn trong cơ thể, đối với các bản sao sắp tới, Giang Ly tỏ vẻ tin tưởng 10 phần. Nhưng chỉ trong giây lát thôi, một lần nữa một điều bất ngờ đã xảy ra. Chỉ thấy hiện lên ở trước mắt thành tựu văn tự lặng lẽ biến hóa, đều thay đổi. Đinh, chúc mừng ký chủ, thành công đạt được thành tựu. Tôi không có ước mơ, nhưng tôi có thể bảo vệ ước mơ của mình. Thành tựu đạt được điều kiện, lấy được phai giết Night rai Thành tựu đạt được phần thưởng, Masrak phai giết toàn bộ các vật phẩm và ổ đĩa tăng cường. Cùng lúc đó, trước mặt ầm ầm một tiếng. Một chiếc xe máy màu bạc trống rỗng xuất hiện, trực tiếp nện xuống đất, toàn bộ sàn nhà phản phất đều chấn động. Khiến Giang Ly hoảng sợ, ngay cả y tư ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cũng mở to mắt, vẻ mặt tò mò. Còn hơn thế nữa, chỉ nghe thấy rầm một tiếng, lại rơi xuống một đống đồ chơi vụn vặt. Mà nhìn những thứ này, Giang Ly đột nhiên trừng mắt nhìn. Tự hồ còn có chút không kịp phản ứng nhưng đến khi hắn thấy rõ tin nhắn nhắc nhở, ánh mắt nhất thời trừng lớn. Toàn bộ. Toàn bộ hệ liệt. Nhìn mấy ảnh pha dít, lưỡi dao sắc bén gần như xếp thành một ngọn núi nhỏ trước mặt. Thậm chí. Còn có chiếc thiên mã thời cơ động quen thuộc kia. Giang Ly hoàn toàn bối rối. Vốn tưởng rằng toàn kỳ sĩ thể chất cũng đã đủ thái quá, bây giờ lại còn trực tiếp cho hắn tới toàn cường hóa đạo cụ. Thì ra, Ta hắn sao chơi đây là vô địch lưu A? À? Vẫn còn. Thiên mã cơ động này là cái quỷ gì? Một chiếc xe máy nặng như vậy trực tiếp đập xuống, có phải hơi quá đáng hay không? Dùng để phóng thích nắm đấm tất sát phai giết máy ảnh, có thể là phát thanh sóng công kích phai giết loa phóng thanh. Dùng để bắt đầu gia tốc hình thái gia tốc đồng hồ, bắt đầu bạo liệt hình thái bạo liệt khí. Giang ly ở trước mặt tìm kiếm. Trong phim đã từng thấy xảo gia sử dụng những đạo cụ cường hóa kia, nơi này tất cả đều có. Còn có. Đây là cái gì? Và. Ông cũng tìm thấy một ổ đĩa và điện thoại di động hoàn toàn mới. Thứ này. Tôi nhớ nó tên là ổ đĩa Netfile phải không? Đây không phải là tác phẩm còn chưa công chiếu sao? Cầm trong tay cảm giác khoa học kỹ thuật 10 phần thậm chí từ điện thoại di động nắp gập trực tiếp nâng cấp lên màn hình cảm ứng thắt lưng Fajit cùng điện thoại di động Fajit 20 Plus, Giang Ly nhìn không được nuốt nước miếng. Luôn cảm giác. Mình có chút giống như đang nằm mơ. Vừa rồi còn đang nói bộ phim mới 555 còn chưa công chiếu, cho nên hình thái mới của xảo gia có thể sẽ không tồn tại. Kết quả một giây sau. Đã đến tay. Phải mất khá nhiều thời gian. Giang Ly mới sửa sang lại cảm xúc của mình, hắn cẩn thận nghiên cứu một chút hệ thống thành tựu. Đó là một khám phá lớn và gây sốc. Hắn phát hiện. Trong nhiệm vụ thành tựu của hệ thống, chỉ cần đạt được hình thái cơ sở của một kiện động cơ nào đó là có thể đạt thành tựu, mà phần thưởng thành tựu tương ứng. Chính là đạo cụ để cường hóa hình thái sau này. Hãy nhận ra điều đó. Giang Ly tâm thái nhất thời nổ tung. Hắn sao? Nếu vừa rồi rút được là thời vương hoặc là đế kỵ, đó mới thật sự là vô địch a. À? Nếu không tốt, đến cực hồ hoặc là thánh nhận gì gì đó cũng được a. À? Nghĩ như vậy, Phai Diếp vốn cảm thấy không tệ, Giang Ly nhất thời lại ghét bỏ. Hô, vẫn còn. Giang Ly vẫn nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc. Như đã nói trước đó, bất kể là lấy được động lực nào, hắn phát ra từ nội tâm cảm thấy vui sướng. Hơn nữa hiện tại khoảng cách tiến vào phó bản cũng chỉ còn lại có mấy phút. Không có dư thừa thời gian rảnh rỗi lại để cho hắn đi khiếp sợ cùng tiếc núi. Nếu không, bây giờ thử biến thân xem. Vẫn còn. Nhìn đồng hồ đếm ngược lưu động như cũ, trong lòng Giang Ly bỗng nhiên hiện lên xúc động như vậy. Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn vẫn từ bỏ ý nghĩ này. Dù sao hiện tại chỉ còn lại chút thời gian như vậy, Vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không kịp xử lý, vậy thì hỏng bét, bởi vậy nội tâm dù muốn biến thân thế nào, Giang Ly cũng mạnh mẽ kiềm chế. Tiếp tục đi. Giang Ly không định đợi thêm nữa, mà quyết định chủ động tiến vào phó bản. Nhìn ổ đĩa cùng đạo cụ cường hóa trong tay, Giang Ly trong lòng khẽ động. Lái xe biến mất ngay lập tức. Mà ngay sau đó, Giang Ly không hiểu sao có thể cảm giác được sự tồn tại của một không gian hắc ám mà động cơ cùng rất nhiều đạo cụ cường hóa rõ ràng nằm ở trong đó. Chắc chắn rồi. Thiên mã cơ động là không bỏ vào được. Nhưng kỷ nguyên kỵ sĩ có đánh dấu khi tiến vào phó bản có thể lựa chọn có mang theo hay không? Đây chính là túi nguyên thứ tư kỵ sĩ kỷ nguyên giao cho kỵ sĩ người chơi dùng để chứa ổ đĩa sao, quả nhiên thần kỳ, giống như ba lô trong trò chơi. Giang Ly tháng phục một trận, nhìn không được lại đem ổ đĩa lấy ra, bỏ vào, lặp lại vài lần sau mới dừng lại. Bình phục cảm xúc một chút. Giang Ly nhìn về phía Y Tư. Y gì, tôi đi trước đây. Y Tư ngoan ngoãn gật đầu. Được, tôi sẽ ở chỗ này chờ Giang Ly xã trưởng trở về. tự ừ, Giang Ly đáp. Một cái nhìn cuối cùng về Y Di. Quyết đoán vương ngón tay, ở trước mặt đến ngược nhắc nhở nhẹ nhàng một chút. Đinh. Có nên lập tức vào phó bản không? Vâng khi Giang Ly trầm giọng đáp ứng. Trước mắt chợt lâm vào trong bóng tối. Năm người là trong người mới tố chất tốt nhất một cái. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Cảm giác mất trọng lượng ngắn ngủi qua đi. Giang Ly chậm rãi mở mắt. Mà xuất hiện trước mắt hắn, đã không còn là trần nhà quen thuộc trong nhà. Mà là một mảnh tán cây rậm rạp. Cành lá sung xuê, chỉ có vài tia ánh mặt trời từ trong khe hở chiếu xuống. Không sai. Cậu là người có tố chất tốt nhất trong nhóm người mới này. Không đợi hắn ngồi dậy, một thanh âm xa lạ liền từ bên cạnh truyền đến. Giang Ly quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người trẻ tuổi có mái tóc xoăn màu đen, mặc đồng phục tác chiến đặc chủng đang đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn hắn. Nhưng ngay sau đó, biểu tình đối phương nhanh chóng biến đổi, lộ ra nụ cười hiền lành, "Hắc hắc, không sợ chứ?" Hắn ngây ngô gãi gãi đầu. Đây là lần đầu tiên tôi gặp người mới trong phó bản, cho nên muốn nói lời thoại thử xem. Cậu biết không, câu thoại này. Giang Ly không trả lời ngay, mà là cúi đầu nhìn một chút. Quả nhiên, trên người hắn cũng mặc đồng phục tác chiến giống như đối phương. Tiếp theo bò dậy, nhanh chóng nhìn quanh một vòng. Xác nhận xung quanh chính là một mảnh rừng cây. Cuối cùng mới quay đầu nhìn về phía tóc xoăn trước mặt ta biết, là vô hạn sợ hãi bên trong. Nhưng mà... Nơi này... Thật sự là thế giới trò chơi sao? Chỉ dùng mắt thường nhìn qua mà nói, cơ hồ cùng thế giới hiện thực không có gì khác nhau. Giang Ly nhìn quanh bốn phía. Thậm chí vương tay ra. Nhặt lên một mảnh lá rụng trên mặt đất. Vô luận là thị giác, xúc giác các loại cảm quan nào truyền đến cảm giác, đều vô cùng chân thật điều này không khỏi khiến Giang Ly cảm thấy có chút tháng phục. Đồng thời lại nhìn không được suy đoán. Không thể nói được. Cái gọi là thế giới phó bản này, bản thân chính là một thế giới chân thật. Tóc xoăn cười cười, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đúng không, rất thần kỳ đúng không? Ta lần đầu tiên tiến vào phó bản thời điểm, cũng cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng chỉ là nháy mắt, lại trực tiếp đi tới một địa phương khác. Hơn nữa, Tất cả hết thảy đều là vô cùng chân thật, bất kể là trong mắt nhìn thấy, lỗ tai nghe được. Lần đầu tiên tiến vào trò chơi. Ý của ngươi là, trước đó ngươi đã tiến vào trò chơi này, nhưng ánh mắt gian ly khẽ động, bắt được mấy chữ máu chốt trong lời nói của Quyển Mao. Tóc xoăn dứt khoát gật đầu. Vuốt tóc giải thích. Từng. Tính cả lần này, ta đã là lần thứ ba tiến vào phó bản rồi. Dựa theo thuật ngữ trò chơi mà nói chính là người chơi lâu năm. Người chơi lâu năm à, vẻ mặt Giang Ly chân thành tha thiết, vậy lần này phải dựa vào anh nhiều hơn. Đối với việc này, quyển mau khiêm tốn khoát tay áo. Đâu có đâu có, đây là lần đầu tiên tôi gặp loại phó bản mới này, cũng không dám cam đoan. Sau đó, Giang Ly lại nhìn xung quanh. Hỏi, chỉ có hai chúng ta thôi sao? Tóc xoăn lắc đầu. Không chỉ, Chắc là anh đã chọn vào phó bản trước đúng không? Cho nên vào tương đối nhanh, nói chung sau này còn có mấy người chơi vào. Như vậy sao? Giang Ly hiểu ra gật đầu. Đúng vậy. Anh ta không đợi đến khi đến ngược kết thúc mới vào. Như vậy đợi thêm vài phút nữa hẳn là sẽ có người mới giống như hắn tiến vào. Vào lúc này, tóc xoăn đi về phía trước một bước, tới gần. Trước giới thiệu một chút đi, tôi tên là Chu Lâm trong hiện thực là một sinh viên đại học. Giang Ly mặt không đổi sắc. Tôi tên Thường Ngô. Sau đó, tóc xoăn tự xưng là Chu Lâm bỗng nhiên tò mò hỏi. Đúng rồi, Thường Ngô, động cơ ban đầu của cậu là gì? Lái xe. À, ngươi nói vật trút ra trước khi tiến vào phó bản phải không? Đúng đúng, chính là cái kia. Dưới ánh mắt chờ mong của Chu Lâm. Giang Ly làm bộ nhớ lại một chút sau đó mới nói. Cái ổ đĩa tôi rút được gọi là như vậy phải không? Tên là Kỵ sĩ mặt nạ phai giết. Nghe vậy, chu Lâm đối diện bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là phai giết. Ngươi biết. Ừ, lúc trước ở một cái phó bản bên trong gặp qua, rất mạnh đâu. Rất mạnh. Ánh mắt Giang Ly khẽ động, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Vậy tôi yên tâm rồi. Vậy còn ngươi? anh là lái xe gì? Sau đó, Giang Ly cũng tò mò hỏi ngược lại. Chu Lâm cười hồi đáp. Ta a, à, ta trút được chính là mặt nạ kỵ sĩ răng nanh. Răng nanh. Nghe vậy. Giang Ly mặt ngoài ngây thơ, nhưng trong lòng đã bắt đầu châm chọc. Nói đến răng nanh ta còn có chút không kịp phản ứng. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, đó không phải là đánh lén hổ sao không thể tưởng được tên này nhìn qua mày rậm mắt to, cương nhiên dùng chính là đánh lén hổ. Giang Ly càng âm thầm để ý. Không thể nào. Tay đánh lén hổ trong phim chỉ nghe thấy tiếng động, không thấy người đánh lén hàng lâm đã để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Hơn nữa. Trước mắt này tóc xoăn luôn cười hiếp mắt các loại tìm hiểu, tại nghe được chính mình nói ra phai giết về sau, thậm chí còn mặt không đổi sắc nói ra rất mạnh lời như vậy. Phải biết, thực lực hình thái cơ bản của Phai Diết có thể nói là xếp hạng thấp trong hệ liệt kỳ sĩ. Chu Lâm này, các phương diện đến xem đều rất không thành thật. Tuy rằng chính mình cũng không quá thành thật là được. Nghe có vẻ rất lợi hại. Bất quá, trên mặt Giang Ly cũng không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại còn vẻ mặt hâm mộ. Hắc Hắc, đương nhiên. Động cơ của ta có đầy đủ thú triệu hoán. Thú triệu hoán. Lợi hại tôi cũng chỉ có một chiếc điện thoại. Giang Ly tự nhiên toát ra một tia tiếc núi. Mà nghe Giang Ly nói như vậy. Trong mắt Chu Lâm chợt lóe, nụ cười trên mặt dường như càng thêm yên tâm. Khi hai người còn chuẩn bị nói chuyện thêm vài câu nữa. Bên cạnh đột nhiên liên tiếp hiện lên vài đạo bạch quang. Bá. Xoẹt xoẹt xoẹt. Đợi đến khi quan mang tiêu tán, trên mặt đất chung quanh đã xuất hiện ba đạo nhân ảnh. Vẫn còn. Chỉ có hai người nằm trên mặt đất, còn có một vị vừa xuất hiện đã đứng vững vàng. Xem này. Giang Ly và Chu Lâm ngừng nói. Nhìn đạo nhân ảnh này, ánh mắt đều khẽ động. Người chơi cũ sao? Giang Ly thầm nghĩ trong lòng. Có thể ở lúc mới tiến vào trò chơi bảo trì thanh tĩnh, hẳn là người chơi lâu năm giống như Chu Lâm. Quả nhiên. Bóng người đứng bỗng nhiên kinh ngạc lên tiếng. Hả? lại là phó bản người mới. Sáu kỳ sĩ cục an ninh, người chơi đến đông đủ, nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Trong rừng cây, một người đàn ông trung niên đứng vững, nhìn thấy hai bóng người nằm trên mặt đất, vẻ mặt hắn kinh ngạc. Chợt, ánh mắt hắn di chuyển, nhìn thấy Giang Ly và Chu Lâm đang đứng bên cạnh. Biểu tình nhất thời chuyển biến một vòng mừng rỡ. Hoàn hảo, có cái khác người chơi cũ. Xin chào, xin chào. Sau đó, Trung niên đại thúc nhanh chóng đi tới, thập phần nhiệt tình chào hỏi. Đồng thời, hắn còn lấy ra hai tấm thẻ nhỏ, phân biệt đưa cho Giang Ly và Chu Lâm. "Tôi tên là Bạch Cát." Trắng trắng, bồ câu. "Đây là danh thiếp của tôi." Giang Ly nhận lấy nhìn. Trên danh thiếp ngoại trừ tên, ở phía dưới còn đánh dấu mấy chữ như vậy. Hiệp sĩ an toàn cục Vẻ mặt Giang Ly có chút nghi hoặc. Mà tên là Bạch Cáp trung niên đại thúc càng thêm kinh ngạc. "Ai, ngươi không biết sao?" Chu Lâm bên cạnh thay Giang Ly tiến hành trả lời. "Vị này là Thường Ngô, là người chơi mới vào sớm, sau đó tôi tên là Chu Lâm." "Nga nga, trách không được." Bạch Cáp lập tức hiểu rõ gật đầu. Nhưng hắn ngược lại càng nhiệt tình giới thiệu. "Cục an toàn kỳ sĩ chúng ta, đơn giản mà nói" chính là thuộc về tổ chức kỵ sĩ chính thức. Hai vị tiểu huynh đệ, có hứng thú gia nhập hay không? Các phương diện phúc lợi đãi ngộ đều rất tốt nha. Bây giờ gia nhập, liền đưa một phòng khi Giang Ly suy nghĩ, bồ câu trắng trước mặt lại nhiệt tình nói. Giang Ly nhất thời kinh ngạc. Một phòng. Bạch bồ câu trọng trọng điểm đầu, vỗ ngực cam đoan nói. Không sai, bản thân tự mình trải qua, tuyệt không nửa phần giả dối đối xử tốt như vậy. Chẳng lẽ số lượng người chơi không phải rất nhiều? Giang Ly có chút tò mò hỏi. Ừm. Lời này. Chim bồ câu trắng gãi đầu. Không xác định nói. Hiện tại trong cục an toàn có hơn một ngàn người chơi. Hơn một ngàn. Nghe vậy, Giang Ly âm thầm liếu lưỡi. Nhiều kỵ sĩ như vậy. Nếu hỗn chiến, chẳng phải là có thể làm nổ tung lam tinh sao? Và đây vẫn chỉ là đăng ký qua thân phận. Nếu tính thêm một ít thủy chung che giấu thân phận, số lượng này chỉ sợ còn phải tăng lên không ít. Rất nhiều ý niệm chợt lóe lên. Giang Ly nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bạch cát, trên mặt mang theo ấy nấy. Xin lỗi, ta phải suy nghĩ một chút. Đừng nóng đừng nóng. Dù sao đây cũng không phải là bắt buộc. Bồ câu trắng không để ý mà khoát tay áo cục an toàn kỳ sĩ chúng tôi sẽ không chủ động ràng buộc người chơi kỵ sĩ. Với điều kiện là, chỉ cần không làm chút chuyện trái pháp luật loạn kỹ cương. Về chuyện này, Giang Ly gật đầu tỏ vẻ hiểu. Bồ câu trắng tiếp theo lại hỏi Chu Lâm, nhưng đối phương tự hồ cũng không có ý nghĩ này. Bạch cấp nhất thời mang theo tiếc núi. Nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Không biết tại sao, hắn bỗng nhiên cùng Giang Ly, Chu Lâm hai người trò chuyện về kinh nghiệm của mình. Hắc, lúc trước tôi chính là một nhân viên văn phòng khổ bức. Mỗi ngày ngoại trừ công việc chính là công việc. Bỗng nhiên có một ngày nhặt được thẻ kỵ sĩ trên mặt đất, vì thế liền trở thành kỵ sĩ. Tại may mắn thông qua người mới phó bản về sau, ta đã bị chính phủ nhân viên tìm tới cửa, bọn họ mời ta gia nhập kỵ sĩ cục an toàn, hơn nữa cho ra phúc lợi cùng đãi ngộ là ta trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Vì thế, ta ngay cả nửa điểm do dự cũng không có, liền trực tiếp lựa chọn gia nhập. Nói như thế nào nhỉ, tôi cảm thấy mình còn rất may mắn. Kể từ khi trở thành night player, cuộc sống ở nhà ngày càng tốt hơn. Bất quá, ta tuy rằng đã trở thành người chơi suốt một năm, nhưng đây kỳ thật chỉ là lần thứ ba tiến vào phó bản, ta bình thường đều là có thể kéo thì kéo, có thể không tiến thì không tiến, dù sao. Nếu là ở trong phó bản thất bại, có thể phải xóa đi ký ức, trở về người bình thường. Mấy người nói chuyện một lát. Phần lớn đều là bộ câu trắng đang nói. Một lát sau, hai người chơi mới còn đang nằm bên kia bỗng nhiên có động tĩnh. Ưm. Ừ. Một nữ người chơi tóc dài, hình tượng xinh đẹp chậm rãi thức tỉnh. Nàng đứng lên, lộ ra một đôi chân dài, nhìn chung quanh hoàn cảnh xa lạ, nàng có vẻ có chút mê mang. Khi nhìn thấy ba người Giang Ly đứng ở một bên, Càng là theo bản năng lui về phía sau vài bước, đồng thời hỏi: Các ngươi là? Xin chào. Xin chào. Bộ câu trắng lập tức chạy tới. Dưới ánh mắt nghi hoặc và cảnh giác của người chơi nữ, cô lại đưa danh thiếp của mình lên. Đồng thời nhanh chóng giải thích tình huống hiện tại. Tiếp tục đi. Hắn lại ngựa không dừng vó quay đầu. Người chơi nam ở phía bên kia. Vị này là người chơi nam nhìn qua phi thường trẻ tuổi thậm chí nói là ngây ngô trên người thậm chí còn mặc một bộ đồng phục học sinh rõ ràng là một học sinh trung học mà sau khi được bạch cáp giảng giải hắn lúc này liền hưng phấn hô to lên ha 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 ta biết ngay mà ta cùng người khác không giống nhau mà lúc này chu lâm và giang ly đi tới sau khi chào hỏi lẫn nhau giang ly đã biết tên hai người nữ người chơi tên là Tân Thư Đào. Rút được ổ cứng chiến đấu, khớp với ổ khóa đào mật. Nếu Giang Ly nhớ không lầm, hẳn là tỏa chủng chân dài trong khải vũ. Mà người chơi nam tên là Dương Duệ Lập, lại rút được ổ để bị lạc và bộ nhớ nóng bỏng. Và, theo như hắn nói, hắn năm nay vừa tròn 18 tuổi, còn đang ở cấp 3. Ân, ừ, cùng Giang Ly tuổi như nhau. Bởi vậy, đối với kỳ ngộ siêu phàm như thế dương duệ lập cảm thấy vô cùng kích động không coi ai ra gì trong miệng thường thường nhắc tới một ít lời kỳ kỳ quái sau đó mấy người tụ cùng một chỗ vậy kế tiếp chúng ta nên làm gì dương duệ lập tức nhìn về phía bồ câu trắng hưng phấn hỏi hắn giơ động cơ mất tích và bộ nhớ nóng bỏng trong tay lắc lư ta đã không thể chờ đợi được muốn đánh quái rồi từ lúc vừa rồi sau khi nghe xong bạch cáp giảng giải dương duệ lập tức la hét muốn biến thân ngay tại chỗ nhưng bị bồ câu trắng ngăn cản theo lời bồ câu trắng biến thân là cần tiêu hao thể lực mà ở trong phó bản vì phòng ngừa nguy hiểm tùy thời có thể xuất hiện tốt nhất vẫn là bảo tồn mỗi một phần thể lực tận lực đem mỗi một cơ hội biến thân đều dùng đến chỗ thật một người chơi kỳ cựu khác là chu lâm cũng biểu đạt đồng ý với việc này vì vậy, dưới sự khuyên bảo của hai người chơi kỳ cựu này, Dương Duệ lập lúc này mới bỏ đi ý niệm biến thân thử một lần. "Tặc, à, cái này." Mà nghe được Dương Duệ lập nói, Bạch Cáp sửng sốt một chút, hắn ngượng ngùng cười. "Ta lúc trước đều là đi theo người khác lan lộn. Vậy nếu không, nghe lời tôi trước." Chu Lâm lúc này chủ động tiến lên nói. Bạch Cáp vội vàng gật đầu phụ họa. "Đúng đúng." Chu Lâm phó bản kinh nghiệm so với ta nhiều, để cho hắn chỉ huy càng tốt. Kết quả là, đón ánh mắt của mọi người, Chu Lâm nghiêm túc nói, sau khi vào phó bản, việc đầu tiên là kiểm tra nhiệm vụ. Chỉ cần trong lòng nghĩ đến nhiệm vụ, có thể tiến hành xem xét. Dựa theo lời Chu Lâm nói, trong lòng Giang Ly khẽ nhúc nhích, trước mắt lập tức hiện ra một đạo quang bình. Phó bản. Phán quyết cuối cùng Nhiệm vụ 1 Sống sót Thời gian nhiệm vụ 3 ngày Nhiệm vụ 2 Cứu Nhiệm vụ giới thiệu Bảo vệ trẻ em trong viện phúc lợi Ghi chú Mỗi bảo đảm một đứa trẻ sống sót, mỗi người chơi có thể đạt được 10 điểm tích lũy Nhiệm vụ 3 Thẩm phán Trong rừng rậm u ám, ẩn dấu ác ma còn tàn nhẫn hơn giả thú, tìm được nó giết chết nó. Phần thưởng nhiệm vụ Một nghìn điểm tích lũy Chú thích Hoàn thành nhiệm vụ 3 có thể trực tiếp thông quan, điểm thưởng do người chơi còn sống chia đều. Ghi chú Khoảng cách phó bản chính thức bắt đầu, còn có một phút 32 31, 30 giây Bảy sau cùng thẩm phán, Amazon phó bản Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Phán quyết cuối cùng khi bạn nhìn thấy tên của bản sao? Giang Ly đầu tiên là ngẩn ra. Tiếp theo trước tiên liền nghĩ tới một bộ người trưởng thành hướng kỵ sĩ tác phẩm. Rừng rậm, trang phục tác chiến đặc chủng, trại trẻ mồ côi, phiên tòa cuối cùng. Hai yếu tố này kết hợp với nhau. Trong lòng Giang Ly có một suy đoán. Đây có thể là một bản sao liên quan đến Amazon. Amazon, chẳng lẽ cái này kỵ sĩ kỷ nguyên cái gọi là phó bản, kỳ thật chính là trong phim thế giới sao? Giang Ly không khỏi nảy ra ý nghĩ như vậy. Lúc trước hắn nghe Chu Lâm cùng Bạch Cáp kể lại kinh nghiệm phó bản trước đó, cũng đã có loại cảm giác quen thuộc khó hiểu, luôn cảm thấy là cảnh tượng trong nguyên tác của một ít kỵ sĩ, nhưng lại không hoàn toàn là, càng nhiều giống như những thế giới song song trong đế kỵ. Có thể có nhân vật tương tự, có lẽ là nội dung vở kịch tương tự. Giang Ly không lên tiếng, mà yên lặng nhìn về phía nội dung nhiệm vụ còn lại. Dù sao, đây cũng chỉ là suy đoán của hắn, hơn nữa những suy đoán này cũng không thể nói ra. Mà sau khi xem xong, Giang Ly bất giác nhíu mày. Hình như, kỳ sĩ kỷ nguyên, cái gọi là người mới phó bản, muốn so với hắn trong tưởng tượng càng khó. Từ thông tin nhiệm vụ, Giang Ly đã có thể xác định. Quái vật trong phó bản này, nói chính xác hơn hẳn là quái nhân hắn sắp đối mặt. Đó là từ Amazon trong loạt Amazon. Mà thực lực của quái nhân Amazon cũng không kém, động một chút là mười mấy tấn quyền lực và lực đá, cộng thêm năng lực tự hồi phục khủng bố, chiến lực tổng hợp của nó vô cùng đáng sợ. Ít nhất, đối với Phajit mà nói, tuyệt đối được cho là quái nhân cực mạnh. Nếu không là có được thành tựu hệ thống giao phó toàn kỵ sĩ thể chất cùng toàn bộ hệ liệt cường hóa đạo cụ chỉ sợ hắn ngay cả một cái bình thường amazon đều rất khó đánh bại vẫn còn hình thức hợp tác nhiều người hơn nữa sự tồn tại của người chơi cũ giảm độ khó trò chơi của người chơi mới trên diện rộng rất lớn không lâu đâu những người khác cũng đều xác nhận xong nhiệm vụ tin tức sống sót chân dài tân thư đào nhắc tới nhiệm vụ thứ nhất nhìn không được lần nữa xác nhận nếu như chúng ta ở trong trò chơi tử vong cũng chỉ là thanh trừ trí nhớ đúng không? đúng vậy. điểm ấy ngươi có thể yên tâm. bồ câu trắng tích cực nói. ta đã từng nhìn thấy ở phó bản bên trong người chơi tử vong, bọn họ ở trong hiện thực đều sống rất tốt, chỉ là mất đi về kỳ sĩ kỷ nguyên tất cả ký ức mà thôi. vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. tân thư đào vỗ vỗ ngực, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Dương Duệ Lập bên cạnh vẫn tương đối hưng phấn lại càng thêm tò mò một chuyện khác, thời gian làm nhiệm vụ này. Là thật sự phải ở chỗ này ba ngày sao? Chu Lâm gật đầu, lại lắc đầu. Ba ngày chỉ là thời gian trong trò chơi, trong hiện thực chỉ có ba giờ trôi qua. Thần kỳ như vậy. Nghe vậy, Dương Duệ lập tức kinh thanh. Tân Thư Đào trên mặt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, những người khác ngược lại sắc mặt bình tĩnh. Sau đó mọi người tiếp tục nghe chu lâm thông thường mà nói chúng ta ở trong phó bản chỉ cần có thể sống sót đến cuối cùng coi như là thông quan thành công nhưng nếu muốn đạt được đánh giá và khen thưởng cao hơn thì phải hoàn thành nhiệm vụ phụ thuộc hoặc nhiệm vụ khác nghe những lời này tân thư đào như có điều suy nghĩ cô nói nói cách khác muốn an toàn hoàn thành phó bản chúng ta hoàn toàn có thể trực tiếp tìm một chỗ trốn đi đúng không? Chu Lâm gật gật đầu, chợt lại lắc đầu. Bất quá, cái này cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy, phó bản thế giới nguy hiểm trùng trùng, các loại quái nhân tùy thời đều có thể xuất hiện. Hơn nữa, nếu như chỉ một mực trốn qua phó bản, vậy ngươi sẽ không thể đạt được điểm tích lũy, điều này có nghĩa là ngươi sẽ mất đi cơ hội trở nên mạnh mẽ, cứ như vậy, sau này nếu gặp phải phó bản có trình độ nguy hiểm cao, ngươi cũng chỉ có thể bó tay không biện pháp nghe vậy dương duệ lập tức lên tiếng điểm tích lũy có thể dùng để đổi lấy phần thưởng gì không tự như trong tiểu thuyết đúng vậy chu lâm gật đầu thật mạnh điểm tích lũy là tiền tệ trọng yếu nhất của kỷ nguyên kỵ sĩ không chỉ có thể dùng để đổi lấy đạo cụ cường hóa thậm chí có thể đổi lấy động cơ hoàn toàn mới và mạnh mẽ hơn cùng với một ít siêu năng lực và thể chất đặc thù. Siêu năng lực. Dương Duệ lập lập tức vui vẻ. Hắn lại khẩn cấp truy hỏi. Vậy nhiệm vụ 2 và nhiệm vụ 3 thì sao? Cô nhi viện thánh tử. Ác ma. Những thứ này là cái gì? Nói tới đây, không thể không nhắc tới thiết lập thân phận. Chu Lâm nói. Dương Duệ lập tức nghi hoặc. Thân phận? Đúng vậy, chu lâm gật đầu ông giải thích nói chung danh tính mà kỷ nguyên hiệp sĩ giao cho chúng ta đều gắn liền với nhiệm vụ có một phần thông tin có thể lấy được từ danh tính đã đặt mà viện phúc lợi và ác ma được nhắc đến trong nhiệm vụ đều muốn thông qua thân phận của chúng ta để thu thập tin tức tương ứng các ngươi nhìn xem chúng ta hiện tại ăn mặc thế nào hiển nhiên không phải người bình thường chứ nghe những lời này mấy người theo bản năng cúi đầu nhìn thoáng qua. Một thân trang phục tác chiến đặc thù chuyên nghiệp, quả thật không phải người bình thường mặc. Giang Ly càng nghĩ nhiều hơn. Nếu như nói vừa rồi còn chỉ là suy đoán. Bây giờ, sau khi biết được cái gọi là thiết lập danh tính, hắn cơ hồ đã có thể xác định vị trí của mình chính là Amazon thế giới phó bản, thậm chí. Ban khu trục. Vậy ác ma nhiệm vụ thứ ba ám chỉ là ai? nhân thúc tiểu du hay là thế giới song song gian ly không nhịn được thầm nghĩ cho nên đợi đến phó bản chính thức mở ra về sau chúng ta trước tiên phải làm chính là ở chung quanh tìm kiếm cùng thân phận có quan hệ tin tức vì vậy mọi người lẳng lặng chờ đợi cũng không lâu lắm đếm ngược kết thúc bá tự hồ có một cổ dao động vô hình quét qua cả thế giới trong nháy mắt trở nên sống động các loại chim thú cùng tiếng kêu cổ quái liên tiếp, lộ ra có chút khiếp người. Có một chiếc xe ở đó. Cùng lúc đó, ánh mắt mấy người gian liên ngưng tụ. Khám phá kết thúc cùng thời điểm đến ngược. Trên bãi đất trống phía trước rõ ràng trống rỗng xuất hiện một chiếc xe tải màu trắng. Hãy nhìn chiếc xe này. Giang Ly càng cảm thấy quen mắt. Đây rõ ràng là loại xe được sử dụng trong các ca đuổi việc của Amazon. Chuyện này cũng có liên quan đến thân phận của chúng ta. Chu Lâm dẫn đầu đi lên phía trước, mấy người Giang Ly theo sát phía sau. Sau khi quan sát một vòng bên ngoài xe, không phát hiện ra nguy hiểm gì rõ ràng. Mấy người bắt đầu tiến hành lục soát. Đột nhiên, Tân thư Đào đang điều tra thùng xe phía sau kinh hô một tiếng, nhất thời khiến cho những người khác chú ý. Có chuyện gì vậy? Giang Ly và những người khác nhanh chóng đến gần kiểm tra mà tân thư đào chỉ vào thùng xe phía sau, thanh âm có chút trung rẩy, ngươi. Các ngươi xem. Đây là. Súng. Giang Ly thò đầu nhìn thoáng qua. Trên mặt đồng dạng hiện lên một tia hiểu rõ. Chỉ thấy trong thùng xe phía sau rộng rãi, chính tề bày biện mấy khẩu súng màu đen. Ngoài ra, còn có rất nhiều thiết bị đạn dược. Xem ra, thân phận lần này của chúng ta không đơn giản. Chu Lâm cầm lấy một khẩu súng thuần thục kiểm tra. Đối mặt với những người khác nghi hoặc, hắn cười giải thích. Ở kỳ sĩ kỷ nguyên phó bản bên trong, chúng ta sẽ thường xuyên tiếp xúc đến các loại súng ống vũ khí cùng với công nghệ cao thiết bị, ngoại trừ giống như bây giờ thông qua thân phận tiếp xúc bên ngoài, có chút kỳ sĩ thiết giáp cũng có súng ống loại vũ khí. Bất quá, đối với những loại súng ống bình thường này, chúng ta chỉ cần nắm vững phương thức sử dụng cơ bản nhất là đủ rồi dù sao trong phó bản dùng nhiều nhất và mạnh nhất vẫn là ổ địa kỵ sĩ của chúng ta. Những người khác nhất thời giật mình. Tiếp theo do dự một chút, cũng tự cầm lấy một khẩu súng ống cẩn thận lật xem. Bồ câu trắng cũng tỏ vẻ quen thuộc với súng ống. Theo như hắn nói, sau khi gia nhập cục an toàn kỵ sĩ, đã từng có không ít huấn luyện kỹ xảo chiến đấu cùng kỹ xảo xả kích. Tân Thư Đào và Dương Duệ Lập thì tò mò, hiển nhiên đối với súng ống thập phần xa lạ nhưng... Giang Ly lại cảm thấy vô cùng kỳ quái. Bởi vì khi hắn tùy ý cầm lấy một khẩu súng lục lúc, trong đầu đúng là hiện lên rất nhiều trí nhớ. Chỉ một giây thôi. Hắn liền phát hiện. Mình dĩ nhiên đã biết cách sử dụng cây súng trong tay này. Và... Các loại kỹ xảo xạ kích cao siêu thành thạo lưu chuyển trong lòng. Để cho hắn có loại cảm giác khó hiểu. Mình tự hồ có thể làm được bách phát bách trúng. Đây là... Giang Ly trong lòng khiếp sợ. Chợt trước tiên nghĩ đến thành tựu hệ thống khen thưởng. Chẳng lẽ toàn kỵ sĩ thể chất còn có loại hiệu quả này? Không phải do hắn không nghĩ như vậy. Dù sao tuy là người xuyên việt, nhưng hắn trước kia căn bản không có tiếp xúc qua những thứ này súng ống các loại. Vì vậy, giải thích duy nhất chính là toàn kỵ sĩ thể chất kiềm chế cảm xúc trong lòng. Giang Ly hít sâu một hơi, lại cầm lấy những khẩu súng khác tiến hành kiểm tra. Mà không có một ngoại lệ chính là mỗi một khẩu súng hắn đều cảm thấy vô cùng quen thuộc, giống như trước kia đã từng khổ luyện chăm chỉ học qua ngàn vạn lần. Khi nhận ra điều đó, Giang Ly bất giác tăng tốc, nhưng hắn vẫn cố hết sức bình phục, bất động thanh sắc, buông súng trong tay xuống, lại tìm những thứ khác. Một lát sau, những người khác cũng đều không hề kinh ngạc buông súng xuống, lại là một trận tìm kiếm. Tìm được rồi. Chỉ một lát thôi. Chu Lâm lấy một cái máy tính bản từ trong xe ra, Giang Ly và những người khác nhanh chóng đến gần. Đinh. Máy tính bản mở khóa. Đập vào mắt là một phần hồ sơ. Mà thấy rõ ảnh dáng trên hồ sơ, đồng tử Giang Ly nhất thời co rụt lại. Sau khi hồ sơ trượt xuống, mấy hàng văn tự dần dần hiển thị, tân thư đào đem những văn tự này đọc ra mục tiêu nhiệm vụ khu trừ lần này trần du danh tính mục tiêu amazon mã nhận dạng omega đẳng cấp nguy hiểm a cấp nhiệm vụ nội dung bảo vệ thánh tử cô nhi viện đồng thời tìm được trần du cũng đem đánh chết tân thư đào hoảng sợ chỉ vào bức ảnh người ở góc trên bên phải hồ sơ giọng nói có chút run rẩy tôi chúng ta muốn giết người tuy nhiên chu lâm lại thập phần bình tĩnh hắn chỉ chỉ cột thân phận mục tiêu thấy rõ ràng hắn cũng không phải người amazon đây là cái gì chim bồ câu trắng bên cạnh vẻ mặt lo lắng ta ở trong cục an ninh nhìn thấy qua một ít tin tức liên quan đây là một loại quái nhân cực kỳ hung tàn đáng sợ nghe nói là lấy nhân loại làm thức ăn 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 người nghe vậy tân thư đào lại là vẻ mặt cả kinh mà dương duệ hưng phấn nói quái nhân xem ra đây chính là quái vật chúng ta muốn đánh bại đúng vậy chu lâm gật đầu đồng thời vuốt màn hình phẳng để hiển thị trực tiếp dữ liệu về amazon nó nói rằng amazon là một sinh vật có bề ngoài tương tự nhưng bên trong hoàn toàn khác với con người ở cấp độ tế bào, nó có bản năng thích protein. Đặc biệt là thịt người. Amazon và con người là hai sinh vật không thể cùng tồn tại. Mà khu trừ bang thì là bị giả gian tọa Peston công ty thuê mướn, lấy chính diện đánh nhau cùng khu trừ Amazon vì công tác tư nhân lính đánh thuê. Cái gọi là trục xuất bang. Chính là thân phận hiện tại của chúng ta. Tám ác ma Trần Du. Bị tập kích. Kamen Rider răng hàm bạn đang nghe tại truyện chấm audio ăn thịt người bản năng tân thư đào nhắc tới hai từ này trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi như vậy mà dương duệ lặp lại chỉ vào người trẻ tuổi nhìn như vô hại kia ngữ khí vô cùng xác thực ác ma mà nhiệm vụ thứ ba ám chỉ hẳn là hắn đi amazon tên là trần du này tám chín phần mười chu lâm nhìn hắn một cái quái vật đáng sợ như vậy không phải ác ma vậy còn có ai là tân thư đào vỗ vỗ ngực biểu tình như cũ sợ hãi căn cứ vào thông tin trên máy tính bảng trần du hiện tại đang trốn trong rừng rậm này chu lâm trượt máy tính bảng tìm được thông tin đánh dấu vị trí của trần du nhưng vị trí cụ thể cũng không rõ ràng lắm cần chúng ta tự tìm kiếm sau đó hắn lại nhìn về phía những người khác thế nào chúng ta có muốn hay không đi hoàn thành nhiệm vụ ba Mấy người hai mặt nhìn nhau. Im lặng một lát. Từ đầu đến cuối không ai mở miệng. Mà trong lòng Giang Ly vô số ý nghĩ hiện lên, vào lúc này chủ động đưa ra đề nghị. Các ngươi xem, bất kể là nhiệm vụ trục xuất ban này hay là nhiệm vụ hệ thống, đều có nhắc tới Thánh tử cô nhi viện này. Thay vì tìm kiếm Trần Du không mục đích, chi bằng chúng ta tìm phúc lợi viện này trước, xem tình hình ở đó thế nào, lỡ như Trần Du trốn ở đó thì sao? ý nghĩ này các ngươi cảm thấy thế nào nghe vậy mấy người nhìn nhau chu lâm đầu tiên đồng ý biện pháp này rất tốt tôi cảm thấy có thể ta cũng cảm thấy rất tốt cứ làm như vậy xem này mấy người bạch cáp còn lại cũng gật đầu theo sau khi ý kiến đạt thành mọi người liền chuẩn bị hành động phải mất khá nhiều thời gian bọn họ mới sắp xếp xong đồ đạc trong xe mà trong quá trình này, bồ câu trắng còn dạy cho những người khác cách sử dụng súng ống. Mà trong quá trình học tập, Giang Ly tiến hành đối chiếu với ký ức chợt hiện ra trong đầu mình. Tìm tất cả nội dung bởi memory không sai điều này làm cho hắn càng thêm yên tâm. Cuối cùng, mọi người đều được trang bị vũ khí và mọi thứ đã sẵn sàng. Đi thôi. Sắc trời tối rất nhanh. Đến lúc đó, có thể sẽ rất nguy hiểm mọi người chính thức bắt đầu hành động. Bồ câu trắng chủ động xin đi dết giặt, tiến lên lái xe, Chu Lâm lựa chọn ngồi ở ghế phụ. Mà Giang Ly và những người khác ngồi ở ghế sau xe. Sắc mặt tân thư đào căng thẳng. Trên khuôn mặt xinh đẹp có một tia khẩn trương mắt thường có thể thấy được. Nàng theo bản năng tới gần Giang Ly ngồi xuống, vừa định nói gì đó, Dương Duệ lập bên kia lại chủ động tới gần, giờ cánh tay lộ ra cơ bắp, tiểu tỷ tỷ đừng sợ. Cùng lúc đó, hắn còn hơi khiêu khích nhìn thoáng qua Giang Ly, đến lúc đó nếu xuất hiện quái vật, ta sẽ bảo vệ ngươi. Về chuyện này, Giang Ly liếc mắt một cái. Trong lòng ít nhiều có chút không nói gì. Nhưng cũng không nói gì, bởi vì hắn đại khái biết nguyên nhân Dương Duệ lập nhắm vào mình. Ta đều khiêm tốn như vậy, đều còn có thể khiến cho người khác chú ý cùng nhầm vào, Thế giới này thật đúng là không cho đại soái bước một con đường sống a. Giang Ly ở trong lòng âm thầm lắc đầu. Vậy. Vậy thì cảm ơn. Mà Tân Thư đào ngượng ngùng trả lời. Cô lặng lẽ nhìn Giang Ly. So với Dương Duệ lập hưng phấn, cô càng nguyện ý tiếp cận vị học sinh trung học Thường Vũ này. Hai người rõ ràng cùng tuổi, nhưng tính cách lại hoàn toàn ngược lại. Thường Vũ từ lúc bắt đầu đến bây giờ, cảm xúc đều có vẻ hết sức ổn định, làm cho người ta có một loại cảm giác an toàn mười phần, mà Dương Duệ Lập. Nói thật, liếc mắt một cái liền không đáng tin cậy. Và, quan trọng nhất là, thường vũ soái Lúc này, Giang Ly không rõ Tân Thư Đào đang nghĩ gì. Lúc này trong lòng hắn đang suy tư. Mục tiêu đánh chết của đội khu trục tên là Trần Du, cũng không phải Thủy Trạch Du trong nguyên tác bởi vậy có thể phán đoán ra. Phó bản này nhiều lắm cũng giống như những thế giới song song trong đế kỵ. Cũng không biết sẽ có bao nhiêu khác biệt so với kịch bản gốc. Giang Ly thầm nghĩ. Chắc chắn rồi. Hắn cũng không quá mức lo lắng. Với cấp độ sức mạnh của Amazon, cho dù có xảy ra tình huống ngoại ý muốn, Giang Ly cũng hoàn toàn có thể vượt qua. Xét cho cùng. Những chiếc đồng hồ tăng tốc, máy nổ và máy biến hình nét hoàn toàn mới trong túi quát không phải là trò đùa. Oanh! Xe cộ chạy trong rừng. Tuy rằng trên máy tính bản có đánh dấu bản đồ. Nhưng hoàn cảnh phức tạp vẫn khiến quá trình tiến lên và tìm kiếm vô cùng gian nan. Cây cối cao lớn và dày đặc. Hơn nửa sương mù như ẩn như hiện. Cho dù là bộ câu trắng lái xe hết sức chăm chú, cũng không thể bảo trì xe vững vàng. Thời gian dài trôi qua, ngay khi tất cả mọi người ngoại trừ Giang Ly có chút buồn ngủ. Hống. Đột nhiên. Một tiếng gầm quái dị từ phía trước truyền đến. Chi. Chim bồ câu trắng cố gắng mở to hai mắt theo bản năng đạp thắng xe. Xe lập tức dừng lại. Những người khác thân hình mãnh liệt nhoáng lên. Tân thư đào càng nhào về phía trước, may mắn Giang Ly đúng lúc thần thú bắt được nàng, lúc này mới không đụng đầu vào cửa sổ xe nhưng cũng bởi vậy từ trong buồn ngủ trong nháy mắt tỉnh táo lại. Có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Tân Thư Đào cảm kích nhìn Giang Ly, rồi nắm chặt tay nắm, kinh hoảng hỏi. Nhanh, xuống xe trước. Mà Chu Lâm ngồi ở ghế lái phụ hô to một tiếng, trước tiên đẩy cửa xe xuống xe. Nghe vậy. Mấy người vội vàng từ phía sau nhảy xuống. Từng người nắm chặt súng ống nhắm ngay chỗ sâu trong bóng tối chung quanh giống như trong đó bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra một con quái vật đáng sợ. Tuy nhiên, ngay tại mọi người cảnh giác bốn phía lúc, một đạo dồn dập tiếng xé gió mãnh liệt đánh úp lại. Ngay lúc này, da đầu Giang Ly chật lạnh. Trong lòng sinh ra một cổ cảnh báo. Không chút do dự hô to một tiếng. Ở trên trời. Đồng thời giơ tay lên, hung hăng bóp cò. Một đám hỏa lưỡi lúc này bắn nhanh ra tạch tạch tạch. Ken ken. Cùng lúc đó, vô số ánh lửa theo đó bùng nổ. Giống như tiếng kim loại va chạm nổ tung. Cho đến lúc này, những người khác chậm một nhịp lúc này mới ngẩng đầu nhìn lên trời. Hô hưu. Nhưng chỉ nhìn thấy một đạo bóng đen từ trên đỉnh xẹt qua, một đầu ngã vào xa xa trong bóng tối, phát ra ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Vậy, đó là cái gì? nhớ lại thân ảnh khổng lồ vừa rồi, mấy người tân thư đào biến sắc. Một con quái vật hình thể so với bọn họ còn khổng lồ hơn, còn biết phi hành. Chỉ là hồi tưởng lại, cũng có chút không rét mà run. Phản ứng thật nhanh. Trong khi những người khác bị sốc bởi bóng tối. Chu Lâm phía trước đầu xe âm thầm nhìn về phía Giang Ly, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn không ngờ phản ứng của Giang Ly lại nhanh như vậy. Hơn nữa, còn có thể trong nháy mắt ngắn ngủi đó nổ súng chuẩn xác bắn trúng bóng đen kể cả hắn vừa rồi cũng không kịp phản ứng cẩn thận đó chính là amazon vô số ý niệm giờ phút này hiện lên trong lòng nhưng đều bị chu lâm thu liễm lại không có biểu hiện ra ngoài ngược lại hướng những người khác nhắc nhở một tiếng ngay sau đó dưới ánh mắt kinh hãi của mấy người chu lâm đúng là tại chỗ thu hồi súng ống tay phải trống rỗng một trảo, một tấm thẻ màu lam tím hiện lên trong tay. Đây là Thấy một màn này, mấy người Bạch Cáp đều cả kinh. Đều nghĩ đến đây chính là động cơ của Chu Lâm. Mà ánh mắt Giang Ly hơi chớp động, quyết đoán của Chu Lâm có chút kinh động đến hắn. Đối mặt với bóng đen chưa biết của Amazon, đúng là không chút do dự liền lấy ổ đĩa ra. Không thể không nói, là người chơi lâu năm đã trải qua vài lần phó bản, chu lâm không thể nghi ngờ là thập phần đủ tư cách ít nhất về mặt quyết đoán và ý thức rõ ràng vượt qua những người khác một mảng lớn chỉ thấy chu lâm hành động dứt khoát một cái nghiêng người trực tiếp hướng về phía kính chiếu hậu của xe giơ thẳng hộp đựng thẻ trong tay giây tiếp theo một cái đai lưng màu bạc xuất hiện ở trong gương cũng lật ngược cài ở trên thắt lưng bụng của hắn biến thân chu lâm hét lớn một tiếng tay phải quét qua một quỹ đạo đem hộp đựng thẻ cắm mạnh vào khe cắm thẻ điều khiển cạch cạch cùng với tiếng va chạm trong trẻo vài hư ảnh màu bạc từ bốn phương hội tụ va chạm trên người chu lâm hình thành một bộ thiết giáp màu bạc toàn thân trắng bạc các nơi trên thân thể có từng đạo vết móng vuốt màu lam phía dưới thiết giáp đầu mọc ra trang sức như râu hổ uy phong lẫm liệt chỉnh thể tản ra uy thế khó hiểu đây là kỵ sĩ mặt nạ răng nanh nhìn ngân hổ kỵ sĩ đứng lặng trên sân, bồ câu trắng hai mắt trừng lớn, đem nhận ra, rất hiển nhiên, hắn ở trong cục quản lý kỵ sĩ đã thấy qua tin tức liên quan. Đây chính là Kỵ sĩ mặt nạ sao? Tân Thư Đào vẽ mặt ngây ngốc. Dương Duệ lập vẽ mặt kích động. Lúc trước tuy rằng nghe được Chu Lâm cùng Bạch Cáp giới thiệu cùng giảng giải qua rất nhiều, cũng từng có chuẩn bị tâm lý, nhưng hai người bọn họ dù sao cũng không có tự mình thử qua biến thân nhưng cho đến bây giờ tận mắt nhìn thấy kỵ sĩ biến thân toàn bộ quá trình về sau, bọn họ đối với chính mình hiện tại trải qua hết thảy, mới triệt để có như vậy một tia thực cảm. Cái gọi là kỵ sĩ, là siêu việt tự nhiên, siêu việt hiện thực, thậm chí là siêu việt tưởng tượng. Hống! Mà trong tiếng hổ gầm tràn ngập phẫn nộ, chu lâm tung người nhảy lên, lao thẳng về vị trí bóng đen vừa rồi rơi xuống. Chính hung hãn chu lâm, kết thúc lại tập kích bạn đang nghe tại truyện chấm audio hống nghe trong bóng tối truyền ra từng trận gào thét cùng tiếng đánh nhau trầm trọng mấy người còn đang ở tại chỗ chợt phục hồi tinh thần lại mấy người hai mặt nhìn nhau không biết kế tiếp nên làm như thế nào chúng ta làm sao bây giờ tân thư đào theo bản năng nhìn về phía bộ câu trắng dù sao hắn là người chơi lâu năm duy nhất trong số những người còn lại đối mặt với ánh mắt của mấy vị tân nhân bộ câu trắng cắn răng do dự không ngừng tại chỗ nhưng mà khi hắn do dự dương duệ lập bên cạnh lại sớm khẩn cấp trực tiếp móc ra ổ đĩa mê thất mà tay phải lại nắm thật chặt bộ nhớ nóng bỏng màu đỏ cái này còn phải hỏi sao dương duệ lập tức bỏ lại một câu sải bước tiến lên đặt ổ đĩa bị mất ở thắt lưng của bạn với dây buộc kim loại mở rộng ra ngoài nhìn một màn thần kỳ này hắn hưng phấn mà ấn xuống bộ nhớ nóng bỏng đem nó cắm vào ổ đĩa đồng thời hô to một tiếng biến thân hít nóng bỏng từng vòng dao động năng lượng nóng rực đỏ thẳm không ngừng khuếch tán ra khỏi động cơ mà khi dương duệ lập một tay đẩy ổ đĩa một đám ánh lửa từ dưới chân xoay tròn mà lên đem hắn toàn bộ thân thể bao gồm trong đó hít cuồng nhiệt oanh đợi đến khi ngọn lửa vô tận tản đi một kỵ sĩ toàn thân đỏ thẫm liền xuất hiện trước người mọi người. Hô! Thật! Thật lợi hại! Dương Duệ lập tức lật hai tay, vẽ mặt tháng phục. Trong lòng hắn vừa động, song quyền phía trên đúng là dâng lên một đám liệt diễm. Ha ha ha! Ta có thể khống chế hỏa diễm. Dương Duệ vung mạnh lên, ngọn lửa trên tay ngưng tụ thành một hỏa cầu bay ra. Quanh một tiếng, đem đại thụ phía trước đốt ra một lỗ thủng. Cảm thụ được sức mạnh của mình, Dương Duệ lập quả thực hưng phấn không thôi. Lúc này liền lao về phía Chu Lâm và Hắc Ảnh. Tuy nhiên, hắn vừa lao ra chưa được mấy bước, một đạo bóng đen liền đột nhiên đập tới trước mặt. Dương Duệ lập tức giật mình, theo bản năng né sang một bên. Âm âm. Bóng đen nặng nề nện xuống đất. Mặt đất dường như chấn động, còn văng lên một mảnh bụi đất. Mấy người Giang Ly phía sau cũng cả kinh, ánh mắt muốn nhìn xuống đất. Nhưng ngay lúc này, phía trước bỗng nhiên lại truyền đến tiếng bước chân trầm ổn. Giang Ly và những người khác lập tức ngẩng đầu lên. Một đạo nhân ảnh kỵ sĩ thiết giáp màu bạc cùng màu lam đen đang xen chiếu vào trong mắt. Mà trên tay đối phương còn mang theo một thanh lam ngân đại phủ phủ nhận lóe ra hàng quan chậm rãi chảy xuống vài giọt chất lỏng màu đen chu lâm trong lòng mấy người đồng thanh ánh mắt tự nhiên chuyển hướng phía trước chính là chu lâm trên mặt đất chẳng phải là bọn họ nhìn về phía bóng đen trên mặt đất quả nhiên khi khói tan đi xuất hiện trước mắt bọn họ rõ ràng là một con quái vật hình người vàng đen đang xen bộ mặt đáng sợ khẩu khí dữ tợn cả người lấy màu đen làm chủ đạo, trải rộng vết lốm đốm màu vàng. Trên đỉnh đầu có một đôi xúc tu màu đen, sau lưng kéo dài ra một đôi cánh rộng lớn. Eo bụng phồng lên lăn tròn, do hai màu vàng đen hợp thành một hình xoáy nước. Và đặc điểm ngoại hình nổi bật như vậy. Thật dễ dàng để xác định loại người lập dị này. Ông bắp cày Amazon. Cốc cốc. Mà nhìn một con quái vật như vậy. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng mấy người mới ở bên cạnh vẫn cảm thấy sóng lưng phát lạnh nhưng biểu hiện của mấy người sở dĩ không chịu nổi như vậy cũng không chỉ là bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy quái nhân vượt qua thường thức cùng hiện thực tồn tại nguyên nhân lớn nhất vẫn là bởi vì trạng thái của con ông vàng amazon lúc này thập phần thê thảm cùng đẫm máu ngực nó bị xé ra một vết thương rất lớn từ cánh tay trực tiếp kéo dài đến thắt lưng bụng bộ vị hiển nhiên là bị đau phủ mạnh mẽ bổ ra ánh sáng chiếu xuyên qua xe cổ ở xa. Mấy người thậm chí nhìn thấy máu thịt tràn ra, cuộn tròn, mạch máu và khí quan không ngừng nhúc nhích. Còn có. Một loại chất lỏng màu đen không ngừng phun ra. Chắc là máu của ông bắp cày Amazon. Khi loại máu đen này bại lộ ở trong không khí lúc, một cổ gây mũi tanh hôi khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra, tần thư đào đầu tiên chịu không được che miệng, chỉ cảm thấy trong dạ dày từng đợt quay cuồng. Hống nhìn Chu Lâm càng ngày càng tới gần. Ông bắp cày Amazon đấu tranh để đứng lên. Miệng giữ tận há to, phát ra tiếng thét chói tai mà phẫn nộ. Bụng căn phòng hít vào. hưu một tiếng. Một cây hắc ám gai độc chợt phun ra, tốc độ cực nhanh, đối diện Chu Lâm căn bản không kịp né tránh. Cẩn thận. Về chuyện này. Bồ câu trắng và tân thư đào đều kinh hô một tiếng. Đang. Tuy nhiên điều này khiến amazon cảm thấy khó tin khi gai độc của mình vừa tiếp xúc với chu lâm đã bị bắn bay ra ngoài căn bản không thể phá phòng ông bắp cày amazon lập tức hoảng sợ gai độc của nó chính là ngay cả ba người ông cự thụ đều có thể trước sau xuyên thấu nhưng đối mặt này màu bạc thiết giáp kỵ sĩ lại ngay cả nửa điểm hiệu quả đều không có trong lòng kinh hãi rất nhiều ông bắp cày amazon một lần nữa quằn quại bùng mà không từ bỏ ý định súng máy bắn ra mấy đạo gai độc, toàn bộ đánh về phía Chu Lâm. Hừ. Mà Chu Lâm lại hừ lạnh một tiếng. Một tay lật cái rìu lớn màu bạc trắng trước ngực. Ken ken ken. Tiếng va chạm trong trẻo nối liền thành một mảnh. Gai độc màu đen bay ngược ra chung quanh, mà Chu Lâm lại không tổn hao gì. Ta tới giúp ngươi. Nhìn thấy một màn này, Dương Duệ lập vốn trục trịch rốt cuộc không kiềm chế được nữa, chỉ muốn đi lên chiến đấu. Tránh ra. Nhưng Chu Lâm lại quát to một tiếng. Đầu tiên hắn nặng nề đẩy Dương Duệ lập ra. Tiếp theo như mảnh hổ nhảy lên, một cái sải bước trực tiếp vượt qua 5-6 mét khoảng cách. Chết. Đối mặt với ông bắp cày gần trong gan tất Amazon. Chu Lâm trong miệng gầm lên. Chiếc rìu lớn màu bạc dơ lên cao đột nhiên bổ xuống, dường như ngay cả không khí cũng bị xé rách ra. Phóc thử phủ nhận ở giữa không trung xẹt qua cung quan. Biểu tình hoảng sợ của ông vàng Amazon lập tức cứng đờ. Dưới cái nhìn chăm chú của mấy người bạch cát, thân thể nó chậm rãi trượt xuống hai bên. Đúng là trực tiếp bị chém thành hai nửa. Còn hơn thế nữa. Tại thời điểm mà Hornet Amazon được chia làm hai. Vô số máu tanh hôi như thủy cầu vỡ tung, bắn tung tóe đầy đất. Thậm chí có không ít người bắn tung tóe lên người mấy người gian ly. Nôn. Nôn. Tân Thư Đào phản ứng mãnh liệt nhất. Cô ấy đã có cảm giác buồn nôn khi nhìn thấy phần trên của con ông bắp cày Amazon. Bây giờ thậm chí còn trơ mắt nhìn con ông bắp cày Amazon bị tách làm đôi, tác động trực quan và cảm giác đó khiến cô ấy phản ứng sinh lý mạnh mẽ. Tân Thư Đào lắc đầu. Chạy như chạy trốn sang một bên. Há miệng liền liều mạng nôn mửa hận không thể đem nội tạng đều phun ra. Mà Dương Duệ lập bị Chu Lâm đẩy một cái mà cảm thấy có chút khó chịu cũng không nói lời nào. Cứ như vậy đứng tại chỗ không nhúc nhích. Phía sau. Trong lòng Giang Ly cảm thấy có chút kỳ quái. Khi nhìn thấy sự đáng sợ và thảm trạng của ông vàng Amazon, trong lòng hắn chỉ hơi sinh ra một tia khó chịu, sau đó rất nhanh liền điều chỉnh lại, đối với việc này, Giang Ly cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi sau tất cả. Chính mình bất kể là kiếp trước, hay là kiếp này, đều chưa từng thấy qua chân thật như vậy dết chóc tràn diện. Chẳng lẽ năng lực chịu đựng tâm lý của tôi tương đối mạnh? Hay là... Lại là hiệu quả thể chất toàn kỵ sĩ? Giang Ly âm thầm cân nhắc. Sau đó... Giang Ly tâm tư thu lại. Hắn đưa mắt nhìn Chu Lâm. Trong mắt có chút ngạc nhiên biểu hiện chiến đấu của chu lâm mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều nếu như dựa theo số liệu chính thức kỵ sĩ kiếp trước đưa ra mà xem những con hổ tấn công ở dạng cơ bản và dữ liệu của amazon bình thường hẳn là không kém nhiều lắm mà khi chiến đấu hai người không nói thế lực ngang nhau dù thế nào cũng sẽ có tới có về chứ nhưng trận chiến vừa rồi thì sao trực tiếp chính là nghiêng về một bên có thể nói trong toàn bộ quá trình chiến đấu Ông bắp cày Amazon không có sức đánh trả. Thậm chí, ngay cả việc phun nọc độc của Amazon Music cũng không gây hại cho Du Linh. Mà điểm này, cũng làm Giang Ly thập phần để ý. Bởi vì ở trong ấn tượng của hắn, đánh lén hổ hẳn là lấy tập kích bất ngờ làm chủ kỳ sĩ, liền tương tự thích khách loại hình, mà mạnh như vậy phản phất. Đã có chút vượt qua đánh lén hổ phạm trù A. Hô! Trong lúc Giang Ly đang suy nghĩ, chu lâm phía trước tựa hồ cũng thả lỏng xuống hắn thở phào nhẹ nhõm đưa tay lau đi vết máu đặt dính trên mặt tay phải đặt lên đai lưng vê chuẩn bị hủy bỏ biến thân hiện tại kết thúc rồi kết thúc rồi sao không chỉ hắn những người tỉnh táo lại cũng dần dần buông lỏng vẻ mặt giống như dở xuống gánh nặng chỉ có vẻ mặt dương duệ lập thất vọng còn muốn đánh chỉ quái biểu diễn một chút sức mạnh bộ nhớ nóng bỏng của mình đây. Tuy nhiên, đúng lúc này, oanh, mọi người phía trước mặt đất mãnh liệt nổ tung, một đạo bóng đen từ dưới đất lao ra. Một không thánh tử viện mồ côi, viện trưởng Ngọc Anh Đường. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Oanh. Sau một tiếng nổ lớn, mấy người chỉ nhìn thấy Dương Duệ Lập bay ngược ra, đập mạnh vào một thân cây. Dương Duệ Lập nhìn thấy một màn này. Mọi người đồng loạt cả kinh. Nhanh chóng cảnh giác nhìn về phía bóng đen kia. Đây là một con quái vật toàn thân phủ kín lân giáp, đầu có bộ vị giống như mũi khoan. Có cả Amazon nữa. Mắt thấy con lân giáp Amazon này muốn đánh chết Dương Duệ Lập đang ngã xuống đất. Giang Ly Thủy Chung bảo trì bình tĩnh không hề do dự. Cứ bóp cò đi. Vô số viên đạn từ hồng súng bắn ra tất cả đều đập vào lưng Amazon. Bắn tung tóe vô số hỏa tinh đồng thời đem nó đánh cho thân hình lão đảo một cái, ổn định sau quay đầu lại. Hống. Đối mặt với mọi người. Amazon có vẫy mở cái miệng rộng đầy răng sắc bén của mình và phát ra một tiếng gầm gừ đầy mùi hôi thối. Oanh. Giây tiếp theo. Lân giáp Amazon trực tiếp chui xuống đất, trốn xuống đất biến mất. Thấy thế. Trong lòng mấy người đều rung lên theo bản năng liền nhìn về phía mình dưới chân, sợ sau một khắc sẽ có quái vật nhảy ra. Rào rào. Đúng lúc đó, một hồi thanh âm rất nhỏ từ chung quanh đột nhiên vang lên. Ở đằng kia, Chu Lâm vốn chuẩn bị hủy bỏ biến thân, chẳng biết lúc nào lại cầm lấy Ngân phủ. Hắn khóa chặt bên cạnh phương hướng, một bước bước ra, lưỡi rìu ở trong tay lật ngược giơ lên cao, mãnh liệt bổ xuống đất. Chỉ nghe thấy oanh một tiếng dưới đất tự như chôn một quả bom, vô số bụi đất nổ tung, bóng đen tung bay lên. Hống. Chu Lâm đệm bước lên trước, một búa bổ ra. Lân giáp còn đang trong trạng thái bay lên không, ngực Amazon nổ tung vô số sao hỏa. Thân hình khổng lồ như đạn pháo nện xuống đất. Phốc. Mà cảm thụ được sự cường đại của Chu Lâm. Amazon thậm chí không kịp kêu trên một tiếng, không hề nghĩ ngợi liền trốn xuống lòng đất một gò đất mắt thường có thể thấy được nhô lên từ mặt đất, nhanh chóng chạy về phía xa. Tôi sẽ đuổi theo nó. Thấy thế, Chu Lâm không quay đầu, bỏ lại một câu. Không chút do dự, nhanh chóng đuổi theo dấu vết do Amazon để lại. Đúng rồi, Dương Duệ lập. Mấy người đứng tại chỗ ngay ngốc một lát. Chợt kịp phản ứng, vội vàng xông lên xem xét tình huống của Dương Duệ lập. Thế nào? Dương Duệ lập, ngươi không sao chứ? mà lúc này Dương Duệ Lập đã giải trừ biến thân. Sắc mặt đỏ bừng, đồng thời lại có một tia thống khổ. Đối mặt với câu hỏi của mấy người, chỉ cúi đầu nặng nề nói không có việc gì. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Nhìn thấy Dương Duệ Lập hành động không ngại, Tân Thư Đào và bộ câu trắng thức thời không hỏi tiếp. Chúng ta cũng mau đuổi theo đi. Mấy người đuổi theo Chu Lâm. Mà bộ câu trắng ở phía sau, còn không quên đem xe đuổi đi. Theo dấu vết dọc đường, mấy người một đường đuổi theo, bỗng nhiên trên mặt đất phát hiện một khe rãnh thật dài. Khi mọi người tiếp tục tiến lên vài bước, một thân ảnh đập vào mắt, chính là Chu Lâm. Khe rãnh chính là lan tràn đến dưới chân hắn, mà ngoài trừ khe rãnh, cái kia lân giáp Amazon vừa rồi đã hoàn toàn chết đi. Thân thể đều bị xé thành hai nửa. Giang Ly lập tức hiểu ra, Khe rảnh này chỉ sợ là dấu vết đánh lén hổ phát động đánh lén phủ xuống, đem địch nhân ấn trên mặt đất ma sát ra. Trong khi những người khác hơi thất thần vì thảm trạng của Amazon. Sau khi Chu Lâm hủy bỏ biến thân, mở miệng, không ngờ đánh bậy đánh bạ, tìm được cô nhi viện thánh tử. Nghe vậy, mọi người theo bản năng dương mắt nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy phía trước có một tòa kiến trúc màu trắng, có chút giống như giáo đường mà ở bên cạnh bản hiệu bên trên còn viết thánh tử viện phúc lợi mấy chữ to cô nhi viện thánh tử được nhắc tới trong nhiệm vụ lại có thể ở chỗ này nhìn thế nào chung quanh hình như có chút âm u các địa điểm được liên kết chặt chẽ với các mục tiêu nhiệm vụ được nhìn thấy nằm ở phía trước những người khác lập tức vứt bỏ amazon lần giáp ra sau đầu có chút hưng phấn nhìn tòa nhà kia cô nhi viện thánh tử lúc này chim bộ câu trắng lái xe dừng lại ở bên cạnh, đi xuống xe nhìn về phía tòa nhà kia. Mà vào lúc này, cửa trại trẻ mồ côi lại đột nhiên mở ra. Một đạo thân ảnh từ trong đó đi ra. Đây là một người trung niên mặc áo bào trắng rộng thùng thình, khuôn mặt nhìn qua phi thường hiền lành. Mà khi đối phương nhìn thấy đám người gian ly, ánh mắt sáng lên, trực tiếp nghênh đón. Xin chào, các ngươi hẳn là phụ trách bao vây Amazon trục xuất ban đi hả? Nghe người đàn ông trung niên hỏi. Mấy người gian ly liếc nhau, ánh mắt đều hội tụ trên người bạch cát. Không thể nào. Loại thời điểm cần nói chuyện và thương lượng này. Là thành viên tổ chức chính thức, bồ câu trắng lại có mấy chục năm kinh nghiệm xả súc không thể nghi ngờ là thích hợp ra mặt nhất. Bồ câu trắng dường như cũng biết điều này. Bất đắc dĩ buông tay. Liền chủ động tiến lên cùng đối phương tiến hành tiếp xúc, đúng vậy, chúng ta chính là khu trục bang xin hỏi ngài là ta tên là ngọc anh đường là viện trưởng viện phúc lợi thánh tử người trung niên bắt tay bạch cáp cười trả lời xin chào tôi là bồ câu trắng đây đều là đội viên của tôi bạch cáp nhiệt tình giới thiệu với đối phương sau một phen trò chuyện đơn giản ngọc anh đường nhiệt tình mời mọi người vào viện phúc lợi đúng rồi chúng ta vào trước đi sau khi đi vào ta sẽ giải thích cặn kẻ tình huống hiện tại cho các ngươi. Mà vừa mới bước vào cửa lớn viện phúc lợi. Mấy người nhất thời liền hoảng sợ. Chỉ thấy mấy chục hài tử mặc cùng loại áo bào trắng với Ngọc Anh Đường, đang lẳng lặng nhìn bọn họ. Những đứa trẻ này. Tân Thư Đạo luôn cảm thấy. Ánh mắt của những hài tử này tự hồ quá mức bình thản. Bất kể là đối với bọn họ mấy người đến, hay là bọn họ ăn mặc, cầm trong tay vũ khí, trong ánh mắt căn bản nhìn không ra bất kỳ hoạt bát cùng tò mò nào của một đứa trẻ. Trong một bầu không khí như vậy, Tân Thư Đào không dám nói thẳng ra, chỉ lặng lẽ rụt người về phía sau Giang Ly. Giang Ly nhìn cô một cái, cũng không để ý. Thật ra, khi hắn nhìn thấy những hài tử này, đối với suy đoán trong lòng càng thêm tin tưởng. Đây là những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi của chúng tôi. Mà vào lúc này, Ngọc Anh đường đi vào giữa bọn trẻ. Hắn tươi cười hiền lành, trong đó còn mang theo một tia thương tiếc. Vừa vuốt ve đầu một hài tử bên cạnh, vừa nói. Tôi nghĩ vậy. Lúc trước hẳn là cậu từng cảm thấy kỳ quái đối với việc trại trẻ mồ côi bố trí ở trong rừng cây không người chứ. Nghe Ngọc Anh đường nói đến điểm này. Trong lòng mấy người gian ly khẽ động. Dù chỉ một ngày thôi, trên mảnh đất này không có sự dối trá. Bạch Cáp dứt khoát gật đầu nói. Đúng vậy, chúng ta vừa rồi quả thật nghĩ như vậy. Đó là bởi vì. Những đứa trẻ này đều mắc một loại bệnh đặc thù. Ngọc Anh Đường trong ánh mắt mang theo thương tiếc, ngữ khí hơi trầm. Bởi vì loại bệnh này, bọn họ không thể cùng người bình thường sinh hoạt. Sau đó, hắn nhanh chóng xua tay với mấy người gian ly. Nhưng cô yên tâm, loại bệnh này sẽ không lây đâu. Nghe vậy bạch cáp cùng những người khác mặc lộ vẻ giật mình rốt cục hiểu được vì sao cô nhi viện này lại thiết lập ở trong rừng rậm ít người lui tới trách không được khiếp người như vậy dương duệ lập bên cạnh thầm thì một tiếng